Hôm nay thì là mình sẽ dành thời gian để chỉ các mẹo mới. Bên cạnh đấy thì mình muốn giới thiệu với anh em về cái app mới. Cả bao nhiêu số anh em ở đây đăng ký tài khoản app mới hết rồi nhỉ? Có ai chưa đăng ký không? Nên thay vì chơi support mà là future x3 để tăng lợi nhuận không anh? Để tách riêng ra em nhé. Không không đánh x3, x5, x10. Đừng có nghĩ đang đánh nhỏ thì thật an toàn. Không có chuyện đấy đâu. Đánh nhỏ có khả năng cháy chứ không phải là như thế nào cả. Không phải đánh lớn là chúng ta dễ cháy hơn, mà là chúng ta quản lý vốn như thế nào thôi. Ví dụ như là bạn đánh x10, bạn đánh x10 nha. Ví dụ đánh 1.000, đánh x10 lên là đánh được 10.000 đúng không? Nhưng các bạn có 7x10 nhưng mà bạn không đánh 10.000 mà bạn chỉ đánh 3.000 thôi thì giống như là không khác gì ạ. Cho nên việc quản lý vốn của bạn sẽ quan trọng hơn so với việc là các bạn đánh tầm 7 đánh bao nhiêu. Bạn nên nhớ cái nguyên tắc của hôm qua mình chia sẻ rồi. Nếu các bạn có vốn là 100% thì 80% nên để đánh support, đánh exchange, để cái việc đó là nó sẽ tạo cho bạn một cái niềm tin, nó một niềm tin ở trong cái bản thân các bạn. Sự tự tin đấy là rất là quan trọng. Và ngày hôm nay mình sẽ nói qua cái vấn đề về sự tự tin và cái tâm lý cá nhân nhiều hơn. Các bạn nhớ rằng nha, tất cả mọi quyết định của các bạn nó đều do tâm lý cá nhân của các bạn hết. Nếu như tâm lý của bạn không vững thì đồng nghĩa với việc mà các bạn thay vì đánh support mà đánh margin toàn bộ hoặc đánh future toàn bộ x3 thì nó không khác gì các bạn đưa toàn bộ trứng mà để cho nó vào mạo hiểm cả. Và khi mà các bạn bắt đầu bất hợp cảm thấy bất an và mạo hiểm thì các bạn sẽ dẫn tới cái quyết định của bạn sai lầm. Và khi mà đã sai lầm một cái thôi thì có nghĩa là vợ con anh em không có gì để ăn cả vì nó cháy, đúng không nào? Không phải lúc nào chúng ta minh mẫn cả, không phải lúc nào chúng ta cũng sáng suốt cả. Đó lý do vì sao lâu lâu chúng ta lại cãi vợ đúng không? Đó lý do lâu lâu chúng ta lại làm sai việc gì đấy, hoặc là lâu lâu chúng ta đã làm một số việc không được như ý. Anh ơi, cách nhìn trend tổng thể này, rồi lúc chờ đợi nói qua một chút về bài hôm qua đi anh. Rồi chơi sàn ép mới trên điện thoại thấy nóng máy và dễ treo quá. Mình chơi thấy bình thường nha. Máy các bạn treo có khi là do các bạn chơi chưa quen hoặc này kia thôi. Hoặc là có khi là các bạn mở nhiều app thôi. Mình thấy chơi nó bình thường, không cần phải. Các bạn không cần phải lúc nào cũng mở cái chat của ép mới ra soi này đâu. Mà chúng ta có nhiều cách chơi rất đơn giản đấy, bạn vào lệnh. Thì hãy nhớ cách vào lệnh của mình này, mình chỉ các bạn cách vào lệnh, không có lúc nào cũng sẽ xem chat thỏa toàn á nha. Tí nữa mình sẽ chỉ bạn ấy cách. Ok, anh em đang đánh trên này chưa, đang chưa quen đúng không? Thanh Lê bảo là đăng ký FX MX rồi mà vào nó sang toàn báo xa 2FA thì phải làm sao? Bạn đăng ký rồi, bạn để 2FA bạn để fail á, cho nên là cái vấn đề này có thể là bạn sẽ phải gỡ 2FA đi, nhờ support nhé, tắt 2FA đi, sau đấy bạn cài lại, bật lại 2FA nha. Mình chỉ các bạn một chút xíu về một số cái mẹo chơi FMX nha. Vì chơi sàn nào cũng được hết thôi, nhưng mà FMX thì nó sẽ hỗ trợ về chuyên về future hơn. Ví dụ như các bạn xài trên app mà mở cái vấn đề chế độ là mở toàn phần. Nhớ nha, mở cái góc toàn phần cái trading view này này thì nó sẽ y chang như mở trên cái website trading view trên này. Vì nó sẽ cho hỗ trợ các tất cả bạn tất cả các công cụ luôn chứ không cần phải là cố định. Nhớ là bạn phải bật cái chế độ toàn phần ra là nó sẽ mở toàn bộ hết cả màn hình luôn, nó rất là dễ và tiện. Cái thứ hai là bên này á, là các bạn có thể mở nhiều lệnh ở nhiều lệnh nhiều con khác nhau và chỉnh về tổng thể của nó thì nó hơi giống, nó sẽ giống cross ở bên Binance nha, cross và chỉnh giá tất cả mọi thứ thì các bạn vào lệnh xong rồi vào phần mà PL các bạn có thể chỉnh nó cũng dễ dàng thôi. Và lúc mua tiền kéo phải kéo trái này, rất đơn giản, nó không có gì khác cả. Trên này cũng hỗ trợ rất là nhiều đồng, các cặp tỷ lệ đều là USDT hết, thành USD hết ha. Ví dụ như đánh đây là đánh cặp bit trên USD này, rồi là các đồng coin khác trên USD hết. Nó không có cặp chéo của USDT hay là chéo của Bitcoin đâu nha. Chúng ta chơi rất là nhiều con, bên này là hỗ trợ rất là nhiều altcoin. Mình thì mình khuyên nếu anh em mới tập chơi thì nên tập trung đánh Bitcoin, đánh ETH, đánh một số con đang 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 chen mạnh, đang đẩy mạnh, chứ không cần chơi lan man con nào cũng chơi. Ví dụ như hiện tại một số con biến động khá là tốt, ví dụ như là Bitcoin, BNB này, hoặc là BCH, hoặc là Neo, hoặc là Dot, là những con đang được promo thì tập trung những con đấy. Không không cần phải cố bên kiểu là đánh đánh kiểu loạn xà ngầu, con nào cũng vào mình chả không nên đâu. Mình theo mình là chỉ nên tập trung khoảng 3 con thôi nha, kinh nghiệm chỉ từng ba con thôi. Không nên có cái thói quen là xem chạp nhiều con. Các bạn đừng có tưởng là sẽ mở rất là nhiều chạp để theo dõi nó, không nên làm thế đâu. Vì làm như thế các bạn sẽ mất tập trung.
còn chơi khoảng theo dõi khoảng vài con đang biên độ mạnh và chỉ đứng theo dõi mấy con đấy thôi. Ví dụ ngày hôm nay trước khi chúng ta vào chơi đúng không? Khi các bạn vào chơi các bạn nhắm là quyết định là sẽ hôm nay để follow ba con thôi. Khi các bạn sẽ nhìn tất cả tổng thể xem. Sau đấy các bạn nhìn thấy con nào có khả năng chạm đẹp là follow con đấy. Thì ba con thôi, đừng có nhiều hơn. Đừng có ham nhiều hơn. Khi các bạn để tập trung ba con đó là tạo được một sự tập trung tuyệt đối và các bạn sẽ bắt đầu mở rộng cái trí tuệ các bạn về con đấy. Chứ còn con nào bạn cũng xem nó giống như kiểu đi lựa, đi mua thịt mua cá, nhìn nhiều quá mắt. Nên vào siêu thị thường họ hay kiểu mua đại trà, không mua được cái gì ra hồn cả. Rồi. À, bên này nó có setup thì các bạn có thể nhớ bạn cài đặt này. Bên này setup thì cái cấu hình nhanh này. Các bạn nếu mà đánh thường xuyên mà các bạn đánh thường là đánh 10 đô, 20 đô, 50 đô, 100 đô thì các bạn chỉnh nhá. Ví dụ min các bạn chơi thường là khoảng 50 đô, của mình hay chơi là khoảng 50 đô thì là cài 50 này. Ở đây mình có thể cài là 100. Ở đây là cài 200 và ở đây cài là 500. Đây. Cái giá trị mặc định ở đây mình sẽ chỉnh thành 50. Cái stop loss của mình cứ để 30 và 200 đi nhá. Thế chỉnh sửa sau không vấn đề gì cả. Đây. Thì ăn ok này. Thì các bạn sẽ có mặc định ở đây. Khi muốn vào lệnh nhập đây nhanh, được chưa? Ở trên app nó cũng vậy. Nó mua bán thì nó chỉ cần bấm cái này thôi để chuyển đổi thôi. Và mình khuyên thì đánh đòn bẩy thì các bạn cứ tập trung là nếu cái kèo đấy mà biên độ nó đã rất thấp xuống dưới thì đánh x20, nghĩa là bắt được cái điểm rất đẹp, entry rất đẹp. Còn cái entry nó không đẹp lắm, nghĩa là đã lỡ mất một chút xíu rồi thì x5, x10 nha. Còn đánh x3 thì đó là những cái kèo mà thường để dành cho việc là chúng ta hold dài hơn và thường đánh trong 4 giờ hoặc đánh một ngày thì nên đánh nhỏ lại đòn bẩy. Chứ còn bình thường thì mình sẽ vài 10-20. Đó là cách chơi mình mà tuyệt đối không đánh 50-100. Không đánh 50-100 trong các cái trường hợp khác. Chỉ chơi 50-100 trong cái trường hợp là các bạn đánh rất nhỏ thì chỉ đánh có 30 đô thôi, 50 đô thôi. Với đánh đòn bẩy 50-100 với những cái điểm đã đạt râu rồi, cũng là ở chỗ râu đã bắt đầu hồi phục lên rồi thì mua đuổi lên. Ví dụ nha, những cái đòn râu như này mà các bạn vẽ fibo lên hoặc là vẽ trong cái nền lớn nha, ví dụ trong cái nền lớn nó cắt một đi. Còn những cái râu dưới này này và các bạn nó bị giật lên này, các bạn đã đo được chính xác ở dưới này này hoặc là cái đoạn này nó sẽ hồi lên chính xác rồi thì các bạn mới vào những cái đòn bẩy cao ở khu này được không nào. Và tất cả trên cái các lệnh khác cũng phải ưu tiên như vậy, nên đòn bẩy 50 và 100 chỉ xài như này thôi, không được xài đòn bẩy cao ở trong những cái đoạn lưng chừng nhớ nhá. Tuyệt đối là lệnh lưng chừng là không được vào những cái điểm lưng chừng. Ví dụ như là dù chúng ta biết rằng là một cái đoạn này, ví dụ như đoạn này nhá, như đoạn này này, bây giờ các bạn dự đoán thì đa phần là các bạn sẽ nhìn thấy được là đấy cái chiều hướng thì nó sẽ khả năng sẽ đi lên đây cao hơn này. Đúng không? Một đoạn là lưng chừng rồi, đoạn là lưng chừng này, nó đi ngang đây mấy nến này, đây là nến lưng chừng này, chỉ bắt những thời điểm như này hoặc là như ở trên này nó mới gọi là điểm vào tốt nhất thôi, còn điểm để lưng chừng. Và cái dạng lưng chừng này các bạn chỉ đánh nhỏ là đánh khoảng 15 thôi thì mới tìm những cái được điểm như thế này để vào. Thì càng điểm như thế này thì các bạn lại phải lựa chọn cái đòn bẩy có nhỏ khoảng 20 hoặc là x10 thôi mà chơi nhỏ thôi, hiểu ý mình không ạ? Hiểu cái chơi này chưa? Cái luật thì trong cái game nào đó đều có cái luật chơi hết. Một số anh em nghe cái này mình nói thì nhớ rằng đây là cái luật mà mình thiết lập cho anh em để đảm bảo cái lợi nhuận an toàn và tuyệt đối nhất. Còn anh em chơi cho bản tính cá nhân thì đều phải trả giá hết, nhớ nha, không nghe là trả giá đó. Rồi bắt đầu đặt câu hỏi này, chúng ta bắt đầu gọi hỏi nhé. Bao nhiêu số anh em ở đây nè, thường chơi các điểm lưng chừng là vào cái điểm lúc đặt đoạn xe quay và tỷ lệ thường là không chốt stop loss luôn dẫn tới cháy tài khoản này. Để hỏi xem cái thói quen đánh các bạn như nào để chỉnh nhỉ? Có ai thường xuyên làm kiểu này mà vào lưng chừng á, thói quen vào lưng chừng này nó không có rõ ràng. Ví dụ như cái điểm đoạn này đoạn đẹp này, nhưng mà các bạn đã vào đây lưng chừng vì các bạn biết nó lên nhưng mà đoạn này nó đã không vào kịp dưới này, thì thường nhớ là càng lên cao thì phải đánh đòn bẩy nó càng nhỏ lại và số tiền nhỏ lại để đảm bảo an toàn, hiểu không? Thì đây là thói quen FOMO nhá, chứ không phải lúc thấy sắp lên là bắt đầu vào đuổi, là có nghĩa là giống như cái việc là các bạn tưởng tượng như chúng ta sẽ hình thành như ở trong một cái thảo nguyên hay là ở trong một cái bình địa ở bên châu Phi đi. Nó ở bên đấy rất là nhiều loại động vật như là hươu nai và thỏ, tất cả ngựa các kiểu.
các bạn tưởng tượng mình hóa thân thành, các bạn hóa thân thành một con sói hoặc là một con báo lớn, các bạn phải rình ở trong bụi cỏ hoặc là ở trên mép cây thì mới bắt được những con mồi ngon. Mà khi mà đầu nấy nó quay đầu ra đủ xa mà cần vào lệnh thì giống như việc là các bạn đã thấy một con ngựa và nó đã cách xa cái khả năng vồ của bạn rồi, và cái dần thì các bạn phải đuổi nhanh hơn mà đuổi mệt hơn. Thì thường là để đảm bảo lợi nhuận cao hơn thì các bạn sẽ làm gì, tăng cái số tiền chơi và đòn bẩy, đúng không? Dần tới các bạn chết khi các bạn đánh cuộc, mà các bạn đánh cuộc một là ăn, hai là thua nhiều hơn. Có hiểu ý mình không, hiểu cái ví dụ của mình không? Mà dần tất cả anh em đều chết là do vấn đề này. Cho nên là cái câu chuyện ở trong cái đánh future thì mình nói là quan trọng nhất là cái kỷ luật. Và khi các bạn đã có kỷ luật rồi thì cộng thêm một cái nữa thôi, các bạn hãy tưởng tượng mình như một con sói, một con báo săn mồi, nhớ là chỉ vô đúng lúc thôi, tập cái thói quen là vô đúng lúc và đánh đúng rình rồi thì cái kèo của bạn lúc nào tỷ lệ thắng cao hơn. Ví dụ như là bình thường các bạn khả năng phán đoán các bạn thường là có bao nhiêu anh em ở đây thường dự đoán chơi một cái đoạn thua trong đấy thường chính xác, đa phần là các anh em đều là dự đoán khả năng chính xác cao. Ví dụ như trong 10 kèo bạn dự đoán chỉ sai có 1, 2, 3 kèo đúng không, tỷ lệ dự đoán các bạn gần như đúng tuyệt đối, có một số bạn gần đúng tuyệt đối luôn đấy. Nhưng lý do vì sao các bạn lại thua bạn biết không ạ? Có rất là nhiều yếu tố dẫn đến các bạn sai nhé. Mọi các bạn đang chat đây, mình đọc ở đây một số bạn thiếu tập trung, một số bạn ghi là vào lệnh sai thời điểm này, có nghĩa là cái entry của bạn đã bị lệch rồi này. Một số bạn là tham lam không chốt dần nên quay lại lúc giá nó quay lại nên cháy này. Một số bạn là không đặt stop loss trên với profit cho nên lúc lên chưa chốt lời kịp thì nó xuống lại cháy mất. Đấy, hoặc là một số bạn là kiểu như là xem thôi chứ không dám đánh, nó sợ đúng không? Tức là có rất là nhiều kiểu mà ở trong này. Nhưng mà các bạn chúng ta tập trung lại cái câu hỏi này, các bạn nhìn thấy là cái khả năng phán đoán và dự đoán các bạn gần chính xác hết. Mà lý do vì sao chúng ta lại chơi thua, chúng ta thiếu một thứ thôi, đó là kỷ luật, đúng không? Nó thiếu một thứ là kỷ luật. Vì các bạn thiếu kỷ luật bằng thiếu cái sự quản lý vốn dẫn tới chết, chứ không phải là do các bạn kém hay dốt. Mà cái việc thiếu kỷ luật này là do đó là cả một cái quá trình tu dưỡng bản thân của bạn, đúng không? Vì chúng ta thiếu cái quá trình tu dưỡng của bản thân mình, chúng ta không hề kiểm soát nó và để nó cảm xúc ra là fail, là vui là múc, tham là múc, chứ không đánh theo cái chúng ta đã thiết lập sẵn trong đầu là tới entry này mới vào, tới cái chỗ này thì mới chốt lời này, tới chỗ này là phải chốt lỗ, phải là stop loss. Có nghĩa chúng ta đang thiếu cái này đúng không? Thiếu kỷ luật này. Thì tất cả các cái buổi dạy này, những cái cần dạy liên quan đến những kiến thức cơ bản như là nến này kia, thật ra các bạn đã biết hết rồi. Hoặc là một số bạn còn giỏi hơn cho mình cơ. Nhưng mà các bạn biết là cái người hôm qua câu chuyện mình kể ấy, là 3 năm mới nhập môn, rồi 5 năm bắt đầu mà chơi chuyên nghiệp được, và 7 năm thì bắt đầu mà chưa kiếm tiền ra sành sỏi. Thì các bạn biết là cái người 3 năm ấy, với người 7 năm thì khác nhau chỗ nào không ạ? Khác nhau ở hai chỗ điểm quan trọng nhất. Một là tính kỷ luật của người 7 năm. Thì ở sau cái cuộc 7 năm chơi thì mấy thằng không kỷ luật chết to hết rồi, còn những thằng kỷ luật nó ở lại, đúng không? Và cái người ở lại đấy còn có thêm một skill nữa, nó là cái khả năng quản lý cảm xúc theo đúng cái lộ trình mà mục tiêu họ thiết lập ban đầu, chứ không có cái thói quen là tùy hứng. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cho các bạn thấy này, mình sẽ chỉ cho các bạn. Hôm qua chỉ mẹo các bạn chơi, hôm nay mình sẽ nhắc lại này. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái bốn cái skill mà để các bạn đánh, gần như là chỉ cần áp dụng 4 skill này thôi là các bạn đã kiếm được tiền rất là ngon lành thị trường bằng future rồi. Chỉ có các bạn đã có kỷ luật hay không thôi. Nếu không có kỷ luật thì các bạn chấp nhận việc thua tiền nên mất tiền đi. Mà nếu các bạn có kỷ luật là ăn, chắc chắn ăn. Nhìn này, em mới đã dạy xong hết rồi nha. Nhìn bit nè. Hôm qua mình dạy các bạn, mình nói các bạn nhớ cái gì không ạ? Khi bắt đầu mà đã chuyển sang uptrend, bắt đầu chuyển sang hệ tăng, thì các bạn làm cái gì? Làm cái gì ạ? Điểm vào nó là đâu ạ? Điểm vào nó là, nhớ lại à, đây là trục giữa này, dương 1, dương 2 này, âm 1 và âm 2, nhớ chưa ạ? Thì đánh chỉ cần dùng cái BB thôi đã là ngon rồi, chứ cần gì nhiều. Mỗi cái BB thôi các bạn đã kiếm tiền rồi. 4 skill đầu tiên mà các bạn có thể kiếm tiền ở trên cái crypto này bằng future là như sau. Khi mà bạn check ở trên cái H4 này nè, ví dụ như đây H4 này này, mà đang đà này, đang đà mà nhích lên của cái nến này đúng không, tăng lên đúng không,
xác định hồi này, hồi này H2 này là điểm hồi ở dưới này, hồi lên này. Tính ra cái đoạn nến này là cũng không đẹp lắm, chưa đẹp lắm. Đây, vì đoạn này là khả năng bay nên là hết lực, có nghĩa là tới mò tới 435 ba mấy là hết lực ở trục dưới ở đây. Có khi nào nó phá hẳn trục dưới ngày mai, nếu nến nằm hẳn ở trên này này, H4 ngày mai đóng lên hẳn trên này, bắt đầu là nó sẽ có dạng đi ngang giật dẹo đoạn này cho nó bay lên. Có nghĩa là nó sẽ đi như này này, nó sẽ lên đây và giật dẹo ở đây rồi ngày mai bay lên đây. Ví dụ như này thì bắt đầu đoạn này bắt đầu mới đẹp này. Nên là các bạn nhớ là khi bắt đầu đóng hẳn nến ở trên cái 4 này này, mà nến nằm hẳn trên, bắt đầu mò lên trên, đóng hẳn nến luôn trên nhá, bắt đầu mò hẳn lên trên trên rõ ràng, bắt đầu các bạn bắt đầu quay vào cái khung nhỏ này tìm các điểm vào đẹp, bắt đầu long lên. Long lên thì bắt đầu mình sẽ chỉ các bạn cách long này. Mình chỉ các bạn cách long nhá, ở trong một cái trend đang rõ ràng nhá. Đây, ở trong một cái trend tăng rõ ràng này, các bạn thấy nhìn thấy này, khi ở khung lên lớn mà nó đã tăng rõ ràng rồi nhá, cái skill đầu tiên các bạn đánh như sau này là dừng ở các cái đoạn như này này, nền tăng này long ở ngay trục dứa và stop loss dưới trục dứa luôn. Và một là bắt kiểu này này, hai là đợi rõ ràng cây nến xanh này nó mò lên trên này, này bắt thường nó như này, các bạn mà vào lại ngay ở đấy stop loss, nó dính stop loss xong nó bay dễ toang nhá. Cho nên là các bạn phải chờ cái nến xanh lòi lên luôn, mua đuổi ở đoạn này, ở cây đoạn này, xác định vùng nữa, hiểu không? Xác định vùng ở đây đồng nào, và chút lời thường là nếu như đến đã phải bén thì chút luôn, được chưa nào? Đây là một cái đầu tiên skill này, đó là vào điểm lệnh ở đây, subplot ở đây và còn phía trên này, đó là một skill đầu tiên của chiến tăng. Cái loại thứ hai này các bạn nhìn thấy đây nha, cái dương một này nó bò theo dương một lên này, đây là những đoạn tăng khá là mạnh, được chưa nào? Các bạn sẽ vào ở đâu? Các bạn sẽ vào ngay ở dương 1, đặt subplot ngay ở dưới dương 1 và điểm chốt lời là tùy như này, tùy miệng các bạn nha. Mà nếu vì chúng ta đang nói vào câu chuyện đánh future và đánh margin mà, cho nên các bạn thường sẽ chốt ngay trong 1-2 cái nến xanh thôi, không cần tham mà tiếp như này một chút, đợi nó điều chỉnh này chốt là không cần phải như thế nhé. Các bạn bắt ở đây này thì trên này chốt rồi, và bắt đây thì cây này đã chốt luôn rồi. Nên là đánh future chỉ cần rằng là đá nến xanh và nó ra chạm ngoài bên là bò sát trên này thôi, các bạn đừng có tham, chốt lời đi nhá, chốt lời đi, chúng ta sẽ đợi lệnh khác và tiếp tục săn mồi. Ví dụ như một con, các bạn săn được một con hươu thì các bạn chỉ cần ăn hai cái đùi thôi, ăn hai cái đùi thôi được rồi. Thế là các bạn cứ ngồi chờ tiếp, bắt con khác không vấn đề gì, phải ngồi ăn cho trọn hết, đừng bao giờ có tư tưởng ăn trọn và đừng bao giờ có tư tưởng là mình sẽ ăn toàn bộ, đừng có tham như thế. Vì những con cá mà biết rỉa mồi và biết bỏ đi đúng lúc không bị cắn mồi câu. Nếu còn nếu các bạn mà giống như con cá cứ vứt thóc là ăn cho hết thóc, có bao nhiêu số anh chị đây có thói quen là giống như gà, ai mà ném thóc là phải ăn cho hết chúng đi, có thói quen này không anh em? Mà cháy là vì thói quen này, là có thói quen ăn trọn cái gì cũng ăn trọn cả. Giống như kiểu là ví dụ như là có cái thói quen là giống như một hoàn hảo tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn ấy. Nhưng mà trong cái future nhá, trong future nó là không được như thế. Trong nếu các bạn đánh về exchange á thì các bạn có thể gồng, ví dụ như là mình đã vào lệnh con neo từ cái hôm mình đã biết bài Facebook á, với lại con đốt là từ hồi là giá 7.6 là nó lên, đã lên 8.5 rút tụt trở lại hai lần rồi, nhưng mình chưa hề chốt lại vào lần nào, chỉ chốt đúng một hôm đầu tiên là điều chỉnh, sau đấy vào lại vào lần thứ hai thôi. À, đến tận bây giờ mình vẫn còn mình có thời điểm là đã hòa vốn để quay trở lại, hòa vốn để quay trở lại hai lần rồi mình vẫn chưa hề ra, mình vẫn còn vỡ nguyên ở cái giá entry vào điểm lần hai, vì ở trong đó là support, vì cái điểm kỳ vọng mình ở trên cao, mình đang gồng lời cứ tụt hòa hoặc lỗ một chút xíu kệ, đợi tiếp. Vì những người mà kiên nhẫn như mình á thì sẽ ăn được nhiều hơn. Ví dụ như là nếu như anh em mà không kiên nhẫn thì ngày hôm qua đã chốt đốt từ khoảng 8.6 đô rồi, vì mình đã hướng dẫn anh em vào 7.6 đúng không? Số bạn là vào 8 đô hoặc 8.02 hoặc 8.05 gì đấy. Trên Facebook của mình lúc mình đăng á thì bây giờ hôm qua là 8.5 là anh em chốt được hết rồi. Nhưng mà nếu anh em mà đã chốt hết thì những người hiện tại giá đang là 9 đô mấy này, còn đốt và là con neo là mò qua đang mò hôm bữa mò lên chốt hết rồi á, thì gần như là vào ngày mai ngày mốt khi nó hai con đấy tăng hoặc là con bên CH tăng là các bạn không hề còn hàng được. Không còn hàng được. Vì đó là support thì các bạn không phải đánh nhảy như vậy được, mà đánh margin thì phải đánh nhảy như thế. Cho nên là hai con nó hai trường phái khác nhau, nó giống như việc các bạn đang đi ăn cưới thì phải mặc một loại đồ khác, mà các bạn ở nhà mặc một loại đồ khác, hiểu ý mình không ạ? Nên chúng ta phải phân tách cho rõ ràng ra. Tất nhiên là ăn non thì sẽ ăn được ít và cảm thấy đang thỏa mãn,
nhưng mà không phải là ăn non, nghĩa là lười chút xíu nó chạy ngay. Đó không phải là cái thứ mình tập chứ các bạn, mà chúng ta phải đánh theo chạt và đánh theo lực, được không? Đây có một số cái bạn này sẽ bạn ấy mô tả rất là hay. Bạn Nguyên này, lố thì mong cho lái, nghĩa là khi bạn lố bạn muốn chỉ cần lái thôi, hòa là chạy thôi, nhưng mà khi lái rồi thì bạn phải rồng tham hơn. Đây nó thể hiện cho cái sự lòng tham của bạn giống như một kẻ bị mù á, nó giống như một kẻ bị che mắt và bị mù, và nó đang giống như cầu người trời đất thôi. Các bạn nghĩ hòa hoặc là lãi là do may mắn chứ không phải do kế hoạch, nhớ nha. Trong cái cuộc chơi về tài chính thì tất cả mọi thứ phải chạy theo kế hoạch, nếu sai kế hoạch thì gọi là fail và chốt lỗ ngay, chứ không có cái trường hợp là may rủi ở đây nhé. Em vẫn chưa thấm được chỗ anh chỗ này, sao mình không nên gồng support, trước sau nó cũng lên mà anh, lên vào mắt. Đây mình chỉ các bạn này lên vào mắt, các bạn đánh lên nhỏ đúng không, các bạn đánh lên nhỏ là mình chỉ các bạn nhìn này, cái điểm vào các bạn đây này, có thể các bạn đã vào ngay ở những cây này này, ở đây lên đây không chốt này, là ví dụ từ đây đến đây là các bạn đã lời khoảng tầm 40%, 30% tài khoản này, tụt trở lại còn lãi 5% này, giật trở lên lãi tiếp này. Các bạn thấy không, nếu như bạn trade, các bạn thấy chơi rất là nhiều vòng, các bạn chơi rất là nhiều vòng nha, và xuống stop loss của bạn đi theo cái sợi nến này này, cho nên là các bạn cứ lên chốt lên chốt lên chốt mỗi một sợi nến này, ăn ăn rất là nhanh, ăn rất là nhanh. Thì khi mà các bạn gặp một kèo lỗ, các bạn gặp một kèo lỗ thì các bạn sẽ nhìn thấy điều gì, các bạn sẽ bị lỗ 2-3% tài khoản, nhưng mà bù lại ở đây các bạn lời này, tổng lãi trừ tổng lỗ các bạn dương. Còn loại gồng ở đây này, gồng ở đây này, các bạn bảo lên đây là chắc chắn lời, mà chắc chắn là cái mắt thời điểm nó vào được có một cây này thôi, chứ cái thời điểm nến như này nào, đây ông ngon thì ông dự đoán nó sẽ không quay đầu đi. Đây mình che nến trước này này, đây mình che nến trước này, vào đây rồi này, bây giờ cái nến tiếp theo nó đang đỏ lè lùi trở lại này, bạn có gồng được không, thì sao không chốt luôn cái xanh ngoài này đi, có hiểu với mình không? Thì chúng ta đánh đeo nó bảy mà đánh đánh nguy hiểm, mà chúng ta giống như đi ăn trộm ấy, chơi chơi nguy hiểm mà. Nó giống như việc này, giống như việc đánh support ấy, nó giống như việc là các bạn là con, hãy tưởng tượng mình là con gà con chim nhá, người ta quăng một nắm thóc, mà gà là gà nhà và người nắm thóc là ai, người nắm thóc á là cái người nhà của mình luôn, và mình biết được khả năng mình chạy được và mình không có vấn đề lỗ nhiều, vì chúng ta đánh support mà đâu có đòn bẩy đâu, mà lỗ lỗ có xíu à. Nhưng mà đánh margin khác nha, margin là vì các bạn dùng đòn bẩy, cho nên là khi mà bên này nó giảm 1% mà lại ít 10 là có nghĩa là bên cái tài khoản này đang giảm 50%, có hiểu ý mình không? Vì đòn bẩy mà nguy hiểm cao, thế nên tham làm gì? Đây vì chúng ta đánh M30 theo M30 chứ, đây theo đến M30 lên chốt xuống và lại như này. Mình nói chúng ta nhìn đến quá khứ thì dễ nói chuyện lắm, nhưng mà lúc đấy có khỉ mà gồng được. Đây nó xuống ở dương một vào lạnh rồi này, lên này lãi này, và tiếp tục nhích một đoạn xíu này, một nhích một chút xíu tụt xuống nửa cây đấy chưa, có nghĩa là từ đang lái 40% tụt xuống bây giờ lái được còn 5% ạ. Gồng được không? Rồi là khi đấy chả ngồi thủ dẫm tinh thần, 30 phút ngồi tư ngồi sẽ tư suy luận, khi đấy không khác gì ngồi thủ dẫm tinh thần, người biết cái này chút còn mẹ rồi, có đúng không anh em? Bao nhiêu số anh em đã bị cái này này nói nhận đi, có đúng không? Và bao nhiêu anh em đúng không? Có đúng, đúng là có lần nào mà đã lời sau tụt lại còn lại 5%, sau đấy lại tự chửi bản thân biết thế này chốt mẹ đi không, hoặc lên nhóm lại kêu không đấy. Cho nên là các bạn nghe lời mình đi, không cần phải tham hết đâu, không cần phải tham ăn thịt này đâu, và cây nến tham đấy chúng ta phải vào cây nến này này, và thấy khi thấy các cái dấu hiệu đảo chiều thì mới chạy nhé. Ví dụ như các bạn vào ở cây này này, lên đến này rồi mà nấy thấy đỏ quá mà các bạn chưa chích kịp chốt thì phải tiếp tục gồng lên, vì stop loss ở dưới này rồi là gồng tiếp, gồng trong 1-2-3 tiếng tiếp. Nhưng mà đối với những người mà chạy nhanh, từng sóng chạy nhanh thì cứ vào rồi ra vào ra chẳng vấn đề gì đấy, tùy nhá, tùy trường hợp thôi, cái lòng tham mà, nên thời điểm tùy vào những cái thời điểm khác nhau và tâm lý khác nhau mà các bạn sẽ lựa chọn chốt luôn và chạy. Ví dụ như các bạn tính nó khoảng tầm, ví dụ như xem đồng hồ bảo là 1 tiếng nữa mình phải đón con, hoặc là 1 tiếng nữa mình phải đi cà phê với bạn, thì lên lời là chốt luôn rồi để đi đấy, vì không chúng ta không canh được mà. Còn một số bạn tham thôi để đấy là stop loss, đúng chạm stop loss thật, sau đấy lại nói lên thì có canh được đâu, bận mà đấy, hiểu rất là nhiều trường hợp, vì ở trong cái hoàn cảnh, ở trong hoàn cảnh của các bạn cho nên là nó dẫn tới các bạn sẽ chốt non hay chốt không, đúng không nào? Cũng tùy à, hoặc ví dụ như thời điểm đấy cả nhóm đều long, ui một mình long thì mình run, chứ cả nhóm mà long cùng mình ấy, thì chấp bất chấp
chấp luôn. Một là cháy luôn, hai là hòa luôn cũng được. Đúng không? Bao nhiêu số anh em thường có cái tư tưởng là càng đông anh em vào lệnh cùng mình thì càng thoải mái. Chết chung mà. Có đúng không? Chết chung vui hơn. Chết gì đó. Có bữa thử lời 100% không chốt, xong cuối cùng chốt 10%. Đấy, thật ra là cho các bạn không theo theo sóng. Cái kỹ năng theo sóng nó là như này, xem chặt lớn, mà đo chặt lớn lực, xem lớn mạnh không. Sau đó đánh chặt nhỏ lời dương rồi nha. Đó, sau đấy là gần như là mình sẽ không mở M30 nữa, mình sẽ mở còn M5 mới mở M15 thôi. Làm gì? Vì cái tụi M5, M15 nó thể hiện cho lúc lực nó giảm nhanh hơn, thà chút non chạy, sau đấy vào lệnh khác. Vì đánh margin mà margin chỉ cần lời thôi là ngon rồi. Chứ không cần phải ăn to quá đâu. Ăn to quá là khi bạn đánh theo trường phái, nếu các bạn vào lệnh theo là H2 hoặc là H1 thì phải đợi theo vài tiếng hoặc có khi đợi nửa ngày để chốt lệnh. Thì đánh đánh H2 và H thì ngon hơn, nhưng đánh không phải chờ lâu. Còn nếu đánh ở 30 thì phải từ từ thôi, là đánh cho 30 à. Cho nên là tùy vào cái lệnh của bạn theo khung thời gian nào thì sẽ bạn chốt theo cái khung thời gian đấy và theo để theo sóng cho nó kịp. Ví dụ như các bạn vào lệnh của sóng M15 này, nhìn này, mình sẽ bật nến này, đây. Ví dụ sóng M15 đây nhá, đây, sóng M15 này, như đoạn nến này này, đây, lên này này, xuống, đây nhá, đánh M15 nhá, mình cứ theo đoạn này mình vào, chưa? Thì cứ lên đây chốt bố đi, thường là mình chốt ngay ở dương một luôn, không cần phải đợi nến mò trên dương một đoạn này đâu, mình chốt ngay ở dương một rồi. Nếu như mà tham nhá, đây, đây này, một lên đây này, xuống này, đây là mình sẽ vào lệnh đầu tiên này, đây sẽ là mình vào lệnh đầu tiên. Yeah. Và đây là chốt rồi này. Sau đấy là mình có thể vào cái đỏ này này hoặc là vào hai cây này này và chốt ngay ở cây này rồi này. Còn khi đó tiếp theo là chắc chắn mình sẽ vào thêm một cây này nữa và sublot này đây rồi. Kiểu gì cũng dính sublot cây này nè, không thoát được. Vì sao? Vì ăn cây này một hai rồi cái thứ ba cái gì chả dính. Vì ba lệnh liên tục mà các bạn chỉ ăn ăn hai cái thứ hai cái thứ ba chẳng lẽ. Ui chắc chắn nó rút luôn không vào, làm gì có. Làm gì có. Cái này chắc chắn là mình sẽ gồng à. Được chưa? Chúng mình cắt sublot. Dính như nào? Sublot ngay dưới chân. Cho nên cái xác định trong đầu lúc nào là vào sai cắt rơi xuống đây thôi thôi đúng không, chứ không phải vào đây mua lệnh ở đây. Mấy thằng mà chém gió bảo vào đây lệnh long ở đây, nếu như mà không có fibo và không có một cái điểm rõ ràng mà vào đây mà long lên, thật sự lệnh tào lao, ăn may ăn hên. Cái xuống đây nó làm cho một cây xuống đây thì có mà vớ mồm, đúng không ạ, đúng không nha. Xem nào, 3% không chốt, 7% lỗ, 7% vẫn gồng lại xong rồi không chốt tụt xuống quê hoặc lỗ ạ. Đấy này, giờ đây là do cái vấn đề là các bạn tham muốn gồng. Nhớ này, gồng lời ở trong support ấy, thì các bạn phải gồng mạnh lên, vì trong support là các bạn không bị đòn bẩy, không bị áp lực, cho nên các bạn cứ thoải mái và đánh về nến càng lớn càng tốt, đánh đến 3 ngày đến 1 ngày càng tốt. Mình thì bình thường nếu đánh support là mình sẽ ưu tiên đến 3 ngày luôn, hiểu không ạ? Vì cái loại nến đấy ăn mới dài to. Chứ còn cái đánh margin thì thường là mình rất là ngắn thôi, không cần nhiều đâu. Đánh kỷ luật ăn nhỏ thôi, ăn nhỏ thì giống như con gà ấy. Nãy mình kể cho con gà đúng không? Người ta ném nắm thóc ở ngoài trong sân nhà mình á, thì mình ăn tham một chút xíu cũng được. Nhưng mà nếu không ở trong sân mà ở ngoài rừng, ở ngoài bìa rừng ấy, mà ai có thóc thì ăn nhặt vài ba hạt, bốn năm hạt chạy. Thì các bạn sẽ thấy những con, ví dụ như một đàn chim mà người ta ném thóc ở ngoài, con nào mà ăn khoảng nhặt nhặt một vài chục hạt sau đó bay luôn đi ấy, là những con kỳ cựu thông minh rồi, là những con trader nó thông minh cực kỳ luôn, chào ăn được con nào đâu, không bao giờ thời gian nào ăn được những con đấy. Còn những con mình nhặt ăn đến hạt cuối cùng thì mới đi ấy, thì mấy con đấy thường là nằm trên đĩa hết. Đúng không bạn? Có đúng không bạn? Các bạn bạn nào ở đây xuất phát từ nông thôn thì các bạn là gì? Anh em nào hay đi bắt gà nào? Anh em nào ở nhà bố mẹ nuôi gà nào? Mình ngày xưa bố mẹ mình nuôi trang trại nuôi gà từ hồi mình là mới học lớp 2, lớp 3 là nhà mình đã nuôi trang trại gà rồi. Từ hồi đại học thì mình nhà mình không nuôi nữa. Bây giờ ở nhà vẫn nuôi, nhưng nuôi mấy chục con thôi, không nuôi nhiều nữa. Nhưng hồi xưa ông bà mà vào vào bắt gà làm thịt thì các bạn để ý bắt những con nào nào? Có phải là ông bà bắt những con mà nó ăn no nhất thì sau đấy chạy cuối cùng không? Chứ mấy con vào ăn được mấy gà sau đấy thấy người gần gần lại chạy mất tiêu thì mấy con đấy ông bà đuổi thế nào được? Có đúng không? Chỉ báo thiện lực mua lực bán tí nữa chỉ nha. Chúng ta cứ nói chuyện cái này đi từ vấn đề một, các bạn đừng vội. Có chỉ báo nào khác không thiện? Tí nữa đi nha. Chốt lời chờ chú đất diệt. Các bạn cứ hiểu cái này của mình nói đã, nãy mình còn chưa chỉ xong nha. Đây là một đòn nhất, đòn thứ hai là gì? Là bắt ở dương một rồi đúng không? Là hai đòn đúng không? Là sublot
thì sọt thì sao? Sọt thì ở cái trend giảm nè, khi ở một cái trend giảm rõ ràng thì chúng ta sẽ chốt, chúng ta sẽ sọt ở ngay trục dưới này, những cái điểm trục dưới này đây, nó thường sẽ là lúc nào nó nhích lên một đoạn chút xíu mới thôi, cho nên là cái việc các bạn là phải đợi nó đến rất hẳn xuống dưới màu đỏ, sọt đuổi đây này, chưa sọt ở dưới và đặt stop loss ở trên, là stop loss này ở cái điểm cao nhất của cái nến hồi nãy lên được, là nó kiểu như vậy, hoặc là trên một chút xíu, nhớ là trên trục dưới một xíu hoặc là dưới trục dưới một chút xíu, chứ không không được đặt kiểu trên trùng trục dưới luôn, cái trục dưới kiểu gì nó chả test lại cái đó các bạn, là chỉ stop loss mất nha. Đó là kinh nghiệm chơi. Và điểm tiếp theo mà khi mà nó sọt quá mạnh như ở M30 hoặc là H1 á, ở trong cái trend giảm rõ ràng ấy, các bạn có thể sọt một điểm khác. Ví dụ như các bạn đã lỡ lỡ sọt không không vào điểm trên này này thì các bạn sẽ sọt ngay ở âm 1. Ví dụ như chúng ta có 4 chu kêu nha, vào ở trục trên trục dưới này, dương 1 và stop loss ngay ở hai dưới này luôn. Tiếp theo là sọt ở dưới trục dưới này và sọt ở âm 1. Đây là 4 cái skill qua mình đã chỉ các bạn, cách chơi rất đơn giản như vậy thôi. Tí nữa mình sẽ chỉ các lực nha. Ok. Chuyên ra đồng bắt trộm gà anh ạ. À, ok, là gặp đồng môn gà trader khó bắt. Ok, năm chỉ đừng báo này trên điện thoại có không anh? TradingView thì có nha bạn, Binance không có. TradingView có nha, ở trên FMX là có hết, các bạn có thể cài trên FMX. FMX mở cái chế độ full toàn phần ra, các bạn cài được công cụ hết nha. Chờ đóng nến ngoài BB hoặc là chạm BB chốt luôn thầy anh, tùy vào lòng tham nha. Ví dụ như các bạn mà mở các cái khung lớn như là H1 hoặc là 30 hoặc là H2, H4 và thấy đang còn lên tiếp, mạnh tiếp thì các bạn cứ gồng lệnh tiếp, không vấn đề, phải chốt non, không cần phải chốt non nha. Nhưng mà nếu như mà các bạn trên các khung đấy mà đã chứng chứng lạnh, nghĩa là cái lệnh cái sóng của nó cũng đang muốn tụt lại để mới lên lại lên tiếp ấy, thì giống như như hồi nãy mình nói này, đây những cái đoạn này này, để nó lên này, như đoạn lên luôn này không nói nha, cái đoạn này lên luôn không nói này, nhưng cái đoạn này này nó xuống một cái lên này, từ tụt xuống một cái này, thì những cái loại này là cũng nó khi ở khung H4 nó cũng là đang chập chững chứ cũng không phải là rõ ràng đi lên, không phải rõ nét, không phải rõ nét kiểu lượt mạnh, thì chúng ta cân nhắc là chốt bố đi để vào lệnh khác. Tùy là các bạn tập trung hãy nhìn cái nến, các cái nến vùng cao hơn, thường là H4, H2 hoặc là H1 để vào lệnh M30, M15 và M5 cho nó ok. Vì mình đang hướng dẫn mọi người đánh future nhé, ok, không phải đánh spot, đừng có lẫn lộn hai cái. Nãy mình nói rồi, đi đi ăn cưới thì mặc áo khác, mà ở nhà mặc áo quần khác, chứ không phải là lúc nào mình chỉ một cái này cứ tập trung hai cái tưởng hai cái là một, không phải đâu, skill cách chơi khác nhau chứ. Như bài hát thì ở nhà ra đường là anh là cá mập, về nhà anh là cá con đấy, kiểu đấy đúng không? Thì tục ha. Làm sao để biết bắt đầu một trend giảm vậy anh? Anh để nến thì anh em dễ thấy trend giảm rồi, còn khi đánh mình đâu biết trước đấy, cái này mà không biết, cái này chắc không học đúng không, cái này là chắc là hôm bữa lại khi học khóa cơ bản gì nói lại nhá. Đây này, nến nằm trên trục dưới này, trục dưới là trục màu tím này, là đen tăng này, như đây là đang là đen giảm hết nha, khu này là khu đang test lại vùng trên giảm này, thì nó mò tới đây này, kiểu gì nó cũng lòi lòi một cây tụt lại đây này, cho đến khi nó đóng nến hẳn trên này bắt đầu xuất hiện trên tăng, khi nào nến đóng trên trục dưới nằm trên của trục dưới này mới là xuất hiện trên tăng thì mà đánh lệnh long, còn ở dưới đây ưu tiên lệnh short chưa nào. Còn nếu các bạn bắt fibo thì mới là lao những điểm râu râu này, bắt fibo ở chưa nào, là khung lớn khung nhỏ tương tự này chưa. Ví dụ như là đi các bạn nhìn thấy này, mình sẽ ví dụ các bạn sẽ đọc một lệnh nhá, thử nhé, là Bitcoin, các bạn thấy nhìn thấy đó là xe quay này, bọn này bây giờ vào là gà mổ thóc, mà nếu như anh ăn nhanh ăn chạy thì sẽ như này nha, theo kinh nghiệm mình nhìn thấy H2 này, giật dèo giật dẻo khu này, nó sẽ kiểu giật dẻo rất là nhiều lần, rất là nhiều lần nhé. Những đoạn này nếu như có vào lệnh thì chúng ta sẽ lùi này, đợi đợi biết này, chưa vào được lệnh. Nếu bạn nào muốn vào lệnh đây này, ngay thời điểm này này, ngay thời điểm này này là vào lệnh ngay đây này và support ngay dưới chân này, là có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận mất khoảng tầm 70 đô tiền lỗ một bit ở đây, và các bạn chốt lời khu này này đúng không, đây này trên M30 này nó đã đang xuống đa xuống, nhưng mà cái tỷ lệ nó dập dẻo đây, khu segway, nên cái kèo này mà nếu như kèo này ăn đó, cái kèo này kèo đến mình vừa chỉ 15 này này, thì kèo này nó thường chỉ ăn nhỏ được khoảng 5 đến 7% thôi, cái kèo mình đang chỉ này, và tỷ lệ rủi ro của nó khá là cao, tỷ lệ rủi ro của nó trên 50% rồi, thì cái kèo này hiện tại là do H2, H1 và M30 đang ở vùng xấu chưa rõ nét, nhân lực quay lại đây khá không mạnh, nhưng mà điểm vào của M5 đây khá đẹp này, này. Có ngay trục dưới long lên
Thật sẽ giữ cái nến M5 đây, vừa nói chuyện đây. Sau khoảng tầm 10 phút nữa xem lại thì cái kèo này sắp lót hay chưa nhé. Màn hình liver của anh thì vẫn bình thường mà sao màn hình xe của anh lắc vậy nhỉ? Anh nói 30 giây sau nó mới hiện ạ. Cái này là do một số bạn đang bật video nên nó hơi kiểu hơi lắc lắc chút xíu ha. Thông cảm. Thứ hai có thể là mạng của em yếu. Trường hợp này đòn 7 bao nhiêu hợp lý anh? Với trường hợp này mình mà đánh đòn 7 thì đánh đòn 7 nhỏ thôi, cái này khoảng x10 thôi. Nếu đánh x20 thì các bạn vào lệnh 50 đô là 20 đô 30 đô thì bạn nhìn thấy long cái lệnh này không? Nha. Và có sublot rõ ràng nha, sublot phải cài chỉnh ngay ở dưới trục dưới một chút xíu đây, ví dụ đây này. Chúng ta sẽ vào sublot ngay ở 43 mấy đây, 43364 hoặc là 43365. Ok đấy. Còn cứ để cái lệnh này mình đang nói đây, nó sẽ lên lại cái thứ một đây này. Là ăn được một chút xíu, cũng không nhiều lắm đâu. Đúng rồi, phải order cái lệnh ngay đây này. Đây là mình đang ví dụ cho bạn thấy, nhưng mà kèo này thì kèo này không phải là kèo ngon đâu. Vì mình nãy mình nói rồi nha, kèo này không ngon, kèo tỷ lệ thua khá là cao. Vì ở trên 30 và H1, H2 nó đang là đi ở vùng sideway. Nên là rất là khả năng nó phải điều chỉnh xuống nhẹ, chạm support các bạn nên lên lại. Khu này mình là từ giờ đến lúc khoảng tầm 10 giờ đêm nó sẽ đi vùng sideway này. Bây giờ tiếp tục nha, mình sẽ chỉ bạn cái khu thứ hai để đo lực nến này. Cách để mà các bạn nhìn lực nến như sau, bây giờ chỉ đo lực nến nha. Bro chỉ lại cách bật 5 đường, mình bật được 3 đường BB. Là sao ta? Đây 5 đường này toàn không chịu học, có các bạn thì chịu khó học lại các bạn đây. Vào đây nha. Khi có cái polygon này này. Polygon các bạn bấm 2 lần là nó sẽ ra 2 đường này. Nó ra 2 cái BB này chưa? Mình tắt thêm một cái này thì bạn như thế này đúng không? Nhưng mà bạn bật một cái như thế này. Sau đấy bạn chỉnh này. Chỉnh số 2, số 1 này. Ok này. Nó sẽ ra đây là 5 đường. Thấy chưa? Đây là kỹ thuật đánh BB kép đây lên chưa? Lên này. Kèo này đang dương này. Các bạn có order ngay ở trên này này ra. Chưa? Lúc bật đã có 22 BB cộng trục dưới là 3 cái. Bật thêm chỉnh cái số 1 thì nó số 2 số 1 thì là cái hai cái nhỏ ấy dương một được. Dương một âm 1 nữa. Thì nó thành là cái boolean kép, hiểu không? Tài khoản thường thì chỉ có được có khoảng tầm 3-4 chỉ báo thôi. Cho nên các bạn phải mua tài khoản pro lên, hoặc là còn không thì các bạn xài chừng này thôi. Theo mình thì các bạn đánh margin thì chỉ cần như này thôi. Cộng với lại stock tick redeye là được rồi. Thì chỉ có 2 cái BB này, stock redeye. Còn nếu bạn thích cài 10A là cài đó. Thì theo mình là như vậy là ok rồi, không cần phải lằng nhằng đâu, không cần phải cài nhiều công cụ đâu, đánh một skill mình chỉ ra được rồi. Một skill mình chỉ ra được rồi nha, không cần nhiều đâu. Đánh như thế đã đủ ăn rồi. Đừng có tham, các bạn vì sao các bạn thèm nhiều công kỹ thuật? Là vì để các bạn lúc nào cũng phải vào lệnh nhiều hơn, vào nhiều lệnh hơn, không cần đâu. Bộ skill đấy đã đủ ăn rồi. Tham chết này làm gì đâu, thấy không? Cái này nó chỉ lên khoảng tầm 20 đô nữa là sẽ cướp chạm cái profit của mình. Ok à? Các bạn đánh không kỷ luật, các bạn không có cài sub lot. Ví dụ như hồi nãy mình bảo vào lệnh này, cài sub lot dưới đây nha. Cài TP là take profit xong nha, các bạn sẽ thoải mái tâm trạng, bạn sẽ ngồi lại rình này. Giờ rình chưa? Ngồi rình nhá. Cái lệnh này có thể là ăn này. Ngồi rình thôi, không có tham. Đấy, vào là vào ngay chỗ này này, hồi nãy vào để order đây. Mà thường các bạn, một số bạn mà không vào kịp, thường order bắt kịp luôn. Nên giá lưng chừng đoạn này, không được đẹp thế này đâu. Lúc nào chúng ta cũng sẽ bị tranh một chút xíu. Một đồng bất kỳ nến chạy âm 2 hoặc là qua âm 2 tí thì mình có long lên luôn không anh? Không nha, không long ở trên giảm. Không long ở trên giảm. Mà nếu có long thì phải long cho Fibo. Không được dùng cái công cụ này để long. Nó dễ cháy nha. Anh hãy đợi hai nến rồi cho rõ. Sao? Mình thấy bạn anh em Nghệ An này là bạn đã chưa chơi future bao giờ. Bạn này hỏi cả khi bạn chưa chơi. Bạn chơi đã rồi hỏi. Tại mấy cái này bạn chơi bạn biết. Margin future cả hai đều kỳ quý nhưng cách tính khác nhau đúng không? Khác nhé. Margin future thì khác nhau, tính về phí nó khác nhau và đòn 7 nó khác nhau. Margin thì thường đòn 7 nó dưới x5 và future thì các bạn có thể đánh dưới 100 rồi. Nó khác nhau và cũng tùy vào một số sàn, ví dụ như là sàn FMX thì nó sẽ giống như FTX, đánh thanh khoản rất là nhanh và các bạn có thể chốt rất là nhiều khối lượng. Còn như là Binance thì nó chỉ có khối lượng riêng của sàn nó, thì nó là sàn tập trung.
Còn nếu đánh đinh bôn thì nó là sàn không khối lượng, nên là bạn chỉ cần chạm giá là khớp. Mình đoán là giá sẽ cắn trục không, đặt lệnh sẵn có hợp lý không anh? Thì rình nền nến này cho chắc đóng nến. Tùy tùy trường hợp nhé, em phải xem lực nữa. Bây giờ mình đang đang tính nói vấn đề xem lực này. Các bạn tập trung đi, đừng hỏi vòng vòng nữa. Các bạn nhiều câu hỏi quá. Nhưng mà các bạn muốn chơi một đồng coin vào đấy thì hãy theo dõi một thời gian này hãy chơi. Đấy, con các bạn cần phải chơi đầu tiên mà phải theo dõi đó đầu tiên là con Bitcoin. Thì con Bitcoin là chi phối tất cả các đồng coin khác. Bitcoin tăng các coin tăng, Bitcoin giảm các coin giảm. Nó là một xu hướng tất yếu nên phải xem Bitcoin nha. Cái vấn đề thứ hai mà các bạn cần phải quan tâm nữa nha, nó là các bạn phải follow với con đang hiện tại có khả năng tăng mạnh lại đấy, phải xem nó vì con đang biên độ mạnh, con biên độ đang nhảy nhảy thì mình ra con đấy, chứ không phải cứ hỏi anh ơi con này được không hay là anh ơi nên chơi con nào ăn con, đừng hỏi những câu hỏi như thế. Các bạn khó quá, nhiều coin như vậy giống như kiểu bây giờ giống như cái việc là ở cả cái trường bạn có khoảng tầm 200-300 bạn nữ, bây giờ đấy, em các bạn cứ hỏi là anh ơi em yêu nên yêu con nào, anh hỏi thế khác nào mà làm khó mình đó, cứ hỏi thế nha. Tiếp nha, mình đang nói chuyện lực nến, các bạn cứ hỏi một vòng cuối cùng thì sẽ quên mẹ cái vấn đề đấy này. Tập trung hỏi lại nhìn này. Thôi đừng hỏi lằng nhằng nữa là nghe lực nến à. Không là lát nữa lòng vòng nãy giờ cả tiếng đồng hồ còn chưa nói lực nến đây này. Mình còn chưa nói một chút gì tâm lý cá nhân luôn đấy, nãy giờ lan man mãi. Các ông hỏi hoài luôn, từ từ nào, đi vào bài học coi. Này chạm take profit rồi nha. Lực nến như sau, nhìn lực nến à. Các vấn đề nhìn lực nến, nhìn nến là cái nguồn gốc của tất cả các phân tích kỹ thuật. Chưa? Nến là nguồn gốc của tất cả các kỹ thuật, cho nên chúng ta phải nhìn nến để biết được lực nó còn hay không, chứ không phải nhờ các công cụ thuật đâu. Công cụ thuật nó chỉ là phụ hỗ trợ thôi. Các bạn nhìn thấy này, tất cả nến nó đều chạy giống mô hình sin á, mô hình sin á, hiểu không nào? Nhìn nhìn vẽ này, nhìn cái mình đừng có chát đấy này, nhìn nào, các bạn thấy chưa, nó cứ lượn sóng nào, rồi lên rồi xuống, lượn lên xuống này, thấy không? Mình đang vẽ cho bạn nhìn thấy là cái mô hình sin nó chẳng qua nó không đẹp thôi, nó không không đều như ở trong cái sách giáo khoa thôi. Nhưng mà đây là mô hình sin hay mình code nó y chang nhau, nó cứ kiểu lượn lờ như vậy á, được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, thường khi mà ở cái điểm thấp nhất của cái sin này này thì thường nó xuất hiện các cái râu nến là một nè, râu nến này, các cái loại là nến nhang này, các cái sơ biểu đồ nến và các số đề nến, ví dụ là nến hai que bằng nhau, hai cây bằng nhau, xanh đỏ bằng nhau này, cái này là gọi gì đây? Nhân chim suy giảm, quên là nhân chim suy giảm, đây là Doji này đúng không? Doji này, được chưa? Học lại khóa cơ bản đi, nó chỉ hết rồi, mình chỉ hết rồi nha. Đây là những cái vấn đề để biết được cái lực nến hết hết lực chưa. Đây là M5 mà mình xem được cái hết lực. Bên cạnh đấy là xem này, cái bôi ben khép lại hay không và nến đang nằm ở vị trí nào. Nến nằm ở trên ngoài ben, có nghĩa là hết lực quay đầu trở lại chưa. Ngoài ben này hoặc là dưới ben B2 này, dương 2 này, thấy không? Thường là trên dương 2 B2 quay lại hết, chứ không có bao giờ nó nằm ở lực trường quay lại đâu. Thế nên chúng ta đã nhìn thấy đó. Nên đánh về future phải nhìn quen được cái sóng này, nhìn cho quen đi. Để biết được từ đây thì tới đây rồi mày còn nghĩ bay tiếp, bay cái gì nếu mà bay kiểu trả xuống đây đoạn này xuống nè, đó tới đoạn này là lên này, nhưng mà chúng ta theo vào lệnh ở đây, vào đây nè, chưa lại vào đây nè, chứ không phải vào ở cái kiểu là lưng chừng ở thế này, ai biết nó xuống tiếp hay không nha, phải rõ ràng cái trend mà để chúng ta chắc chắn được cái điểm vào lệnh nha. Đây là cách nhìn vào cái lực nến, biết cái này nhìn lực chưa, nãy giờ nói như vậy hiểu được lực chưa, có ai hiểu chưa? Có ai còn còn mơ hồ không? Hay là nãy giờ nó không hiểu? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Áp dụng bằng cái gì? Bằng cái kiến thức cơ bản của chúng ta đã học được rồi, là nến, các cái nến đảo chiều cộng với vị trí của nó. Vị trí của nó này. Thì sao hết xanh này nó chuyển sang đỏ, bắt đầu xuất hiện cái nến đỏ này là bắt đầu đảo chiều này. Cộng với này là nhìn biết ngay thôi. Đúng không ạ? À? Đấy nhìn này, nến đảo chiều chưa? Tới đây này. Hoặc là các xu hướng gì, xu hướng là xuất hiện các cái nến Doji và đi ngang ngang nhau cũng là đảo chiều đây này, đảo này, đây là đá xong rồi nhá, ăn này lời lệnh lời nhá, lệnh này vào đây và đấy là cái profit trên này là lời rồi nhá, đá lời rồi nhá, xong rồi nhá, cái lệnh này là thắng rồi nhá, chúc anh em nhá. Còn bố nào hiện tại bây giờ đang gồng chưa vào là chưa chốt xong lệnh ở đây là không liên quan đến mình nhá, không liên quan đến mình. Bây giờ lệnh này có khi nào xuống dưới đây nè, xuống dưới này luôn này mới lên xong nhá. Anh nói nó láng quá không nghe được, nghe được thì phải xem lại video, mình lười nó lại lắm nha. Anh em hiểu cái mình vừa nói chưa? Chút lại vấn đề nào không hỏi lan man nữa, có phải là live stream đâu mà cứ mỗi đây mà có hỏi cùng lệch luôn cả bài học rồi. Tiếp tục nha, anh em hiểu vấn đề này chưa? Khi áp dụng cái công thức của mình đánh á thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt hơn cái lực nến là nhìn đây. Cái thứ hai là các bạn sẽ áp dụng cái gì,
bạn áp dụng cái dốc tích nhà đai này, dùng cái này để nhìn. Nhưng mà mình thấy là cái này áp dụng thì đúng một phần nhỏ thôi, nghĩa là nó chỉ hỗ trợ bạn một chút xíu thôi, chứ không được dùng cái này để tuyệt đối. Nhìn cái này này, đây điểm cao nhất này, được chưa? Này điểm thấp nhất vào lệnh này, này điểm cao nhất này, điểm thấp nhất này. Nhưng mà có đôi lúc nó không chính xác, ví dụ đây này, đây đây là điểm, từ đây là điểm để vào này, nó đang hiển thị đây là điểm vào, nhưng mà điểm vào lưng chừng này điểm vào không đẹp, được chưa? Nó nằm ở ngay đây này, nhưng nếu ở dưới này thì ngon hơn, đúng không? Nó vào đây ngon hơn này, khu này ngon hơn đúng không? Đó, nhưng mà chúng ta lại không đánh lệnh ở đây, chúng ta phải đánh ở đây này, hiểu ý mình không ạ? Hiểu cái này mình nói không ạ? Chúng ta áp dụng cái vấn đề về cái lực nến á, là phải theo dõi một cái con nến ấy, cái sơ đồ của biểu đồ đấy một thời gian đủ dài, chứ không ai vào xem phát biết liền. Các bạn phải nhìn quen nến đi đã, các bạn nhìn quen các bạn sẽ biết là đoạn này hết lực này, hết lực này, hết lực để xuống nhá, hết lực. Nhìn quen đấy, nhìn nến đi, mình nhìn 3 năm 4 năm rồi mình quen, còn các bạn phải nhìn thời gian thì mới quen nhá. Còn cái công cụ cái stock tích data các bạn biết cài đấy ha, chỉ cần cài vào stock tích data thôi nhá, vào input này chưa, vào chữ s, vào chữ s này, này. Đây bấm vào đây là cài lên nhá, đơn giản. Công cụ chỉ cần cài boolean kép và stock tích data đánh rồi là đánh future rồi, không cần phải lằng nhằng nhiều gì cả, công cụ đơn giản này thôi. Một số công cụ khác để nó chỉ sau, ví dụ như chân lai, ví dụ như Fibo này kia nhá. Anh Thiện ơi, tính điểm dương 1 và âm 1 có phải là đường màu tím nằm ngang của giá trị hiện tại không? Mấy thanh niên nhảy đâu ra nữa. Nhá. BB khi tắt bình thường nó là như này này, trên này nó là trên cùng này, trục dưới và trục dưới này, trên và dưới chưa. Nhưng mà khi bật cái này lên nó sẽ hai đường dưới này dưới. Thì mình đọc này, cái trên cùng ngoài cùng đấy là dương 2. Cái sát với dương 2 nó là dương 1. Trục dưới là trục 0. Và đây là âm 1 và đây là âm 2 này. Hiểu không ạ? Rồi xong nhá. Hiểu cái này chưa? Chúng ta nắm cái này cho chắc cái nha. Không nãy giờ có một số bạn bây giờ hôm nay mới học đúng không? Chỉ có học cái khóa cơ bản chưa đi, về tí nữa lại lấy video xem học đây, video ở trên nhóm ấy, video có quyền đăng lên nhóm ấy, nó có 3-4 video thôi, xem hết khóa cơ bản của mình đi nha, chứ đừng hỏi lại, vì thật ra hôm nay không phải là cái buổi dạy cơ bản. Đây, nắm được cái skill mình chỉ chưa, xong rồi nha, skill mình chỉ anh em nắm hết chưa, có bạn nào còn không hiểu skill mình vừa nói không ạ? Cái cách nhìn lực nến các bạn biết nhìn chưa, tập thói quen nha, nhìn lực nến các bạn thấy không, tất cả các điểm đảo chiều đều có các cái vùng này. Ngoài ben nè, ngoài ben là vùng đảo chiều nè, hoặc lên đây là hết lực nè, thì bắt đầu từ cây nến đỏ này là biết hết lực rồi này, xuống này sau này xuống dần dần này không, thì khu này là khu hết lực nè, nhìn là biết. Nhưng chúng ta không sọt đây, chúng ta không long ở đây, nhưng mà chúng ta phải long theo đúng quy luật của chúng ta nha, là đây này, trục giữa này long lên này, giật lên này xuống này, long ở đây bắt đầu long lên này. Chốt lời các bạn phải chốt, có khi chốt mấy cây này chứ không hẳn là chốt trên này, nhưng một số bạn gồng được thì sẽ chốt ngay ở cây đỏ này. Ở trong cái mô hình mình dạy cơ bản mình chỉ đó nha, một cái đà đen tăng này xuất hiện một cái mô hình này là mô hình nhấn chìm suy giảm, thì chốt ngay khi đóng đến cái đỏ này là sẽ đóng chốt ngay ở cái đỏ này, hoặc là cái màu xanh tiếp theo này ở đây. Nên là cách chơi là như thế nha, được không? Ví dụ hồi nãy mình chỉ này, vào ngay ở cái đoạn này đúng không, nãy mình chỉ anh em vào đây đúng không, đây này vào ở cây này này và đã chốt lời cây này rồi, bây giờ xong này xuống này, nó xuống này là các bạn đã không chốt cái này, bây giờ đang dính stop loss này, hiểu không ạ? Nên là phải có kỷ luật, là nếu theo kỷ luật thì lúc nãy là các bạn ăn 5% 7% rồi mà không nghe kỷ luật thì bây giờ đang stop loss. Ok nha, thì chúng ta nắm cái cơ bản thôi, đánh có kỷ luật lên, nãy nói từ đầu buổi rồi phải có kỷ luật lên, còn đánh theo kiểu tào lao kiểu gì cũng dính đạn, kiểu gì cũng chết rồi nha. Tiếp tục mình sẽ chỉ theo cái vấn đề thứ hai mà nó sẽ quan trọng hơn, nó sẽ quan trọng hơn và sẽ dẫn tới cái buổi kết thúc ngày hôm nay luôn, là chúng ta nào gọi là tâm lý cá nhân. Các bạn đừng nhìn đến nữa, các bạn đừng nhìn đến nữa. Bây giờ mình sẽ mở cái cam lên, rồi để thế này nói chuyện cũng được, không mà mở cam lên có khi anh em này lười. Đây, chúng ta sẽ tập trung để nhìn này, tất cả cái vùng nến lên lên xuống xuống này, ngoài kỹ thuật ra chúng ta có thể nhìn theo một góc độ khác, là góc độ cái tâm lý cá nhân. Tâm lý của một đám đông nó sẽ lên vui này, xuống buồn, lên vui, xuống buồn. Nên tất cả các nến đều có thể nhìn được. Nhớ nha, tất cả các nến đều có thể nhìn được cho tâm lý cá nhân nhìn này.
tham lam lên nè, loạn này loạn chút lời mần một này, thì theo cái góc độ của nến, đây là nến lớn nha, các bạn nhìn nến lớn này, mái hình dung nến lớn như nến nhỏ, thì các bạn nhìn thấy điều kiện lên xuống lên này, trục dưới ở đây đúng không, làm gì nữa, lại mò lên này, tối thiểu nó phải mò lên đây đúng không, sau đây dập dẻo lên tiếp đúng không, bình thường nến nhỏ là sẽ như thế này đúng không, thì nến lớn nằm y chang vậy, chẳng có nó chạy chậm hơn đâu. Hiểu không? Nhưng mà do nến lớn này chạy chậm quá nên các bạn không hình dung ra, nhưng mà thật ra nói rồi, y chang nến nhỏ thôi. Nãy đỏ le 3-4 cây, bây giờ xuất hiện cái nến xanh. Các bạn hiểu ý nghĩa của nến xanh không ạ? Đỏ le xuất hiện cái nến xanh là gì ạ? Đảo xu hướng. Thế thôi, ngày mai mốt là thay tiếp nào. Thì gì nó chả mòn đây, tối thiểu 37 nhé. Đây này, thuộc dưới 37 nè. Không khác được đâu, phải lo nha. Nên là chúng ta phải hình dung nến lớn như nến nhỏ thôi. Rồi quay lại cái tâm lý cá nhân của các bạn nhé. Mình sẽ nói vấn đề tâm lý cá nhân để trong khoảng tầm 10 phút, 20 phút để kết thúc cái buổi học hôm nay luôn. Để ý cho mình cái vấn đề này này. Để ý cho mình vấn đề này nhá. Đa phần anh em thua là do tâm lý cá nhân nhiều hơn hay là do đen? Trả lời nào. Các bạn, một số bạn còn được ý tưởng là do đen cơ, không phải do tâm lý cá nhân. Rồi anh em chat cái lý do mà các bạn, cái lệnh cháy lần nhất của bạn. Anh em chat cho mình cái lý do mà cháy lần cháy gần nhất đấy của bạn là do cái gì nè. Một số bạn là do tham, tham không chốt đúng không, ghi cho đó nha, tham không chốt nên dần tới cháy. Một số bạn là vào entry ngang ngang cũng chơi vơi may rủi, các bạn là một số bạn là tham Odin luôn. Có một số bạn là do nóng máy quá muốn chơi liên tục. Một số bạn là do cãi nhau với bồ cho nên là tâm trạng không tốt. Một số bạn là bận quá đi ra đường không canh được. Một số bạn là gì nhỉ, chơi cho nên là hôm nay buồn ngủ quá ngủ quên mất đấy, mình hay bị ngủ quên nên cháy. Một số bạn đen thôi đỏ quên đi đấy, nhiều bạn lắm nha. Các bạn cứ chắc hết lý do đi, lý do là đến đảo chiều thôi chứ không phải do mình đâu. Đó, do vào lệnh nhiều quá nên mình nghiền. Đó, nhiều loại lắm đấy, các bạn ghi ra nhỉ, nhiều hết. Tâm lý muốn gồng này, tâm lý muốn gồng lời đúng không, đấy, quyết tâm gồng lời đúng không. Đấy, em thường nghỉ khi tâm lý đó, ok, lì không cắt lỗ không đặt sub lót, tâm lý cá nhân không gồng lỗ, tham tham không chốt đấy, nhiều như bạn đấy. Do liêm sỉ quá thấp. Ok, em vào đại thích long nên long chả coi gì hết rồi chạy luôn. Ok, em cũng soi sáng nó ở cái tầm vũ trụ, anh công nhận là em rồi, em phù hợp thành bio thật. Thành bio hợp lên đấy, đánh rồi không cần phải nhìn gì hết, thích là lắm thôi. Cái này là phù hợp thành bio này, chỉ cần quản lý xác suất thôi. Đó, quyết định quyết không chịu lỗ lần tay cháy. Đấy. Rồi các bạn rất là nhiều lý do nha. Thì đa phần là do các bạn tiểu kỷ luật và do tâm lý cá nhân cả. Nhớ là tất cả cái quyết định của các bạn là nó do một cái chế độ hàm dưỡng của các bạn trước đây, là do thói quen mình từ bé đến lớn ấy, chưa va vấp vấn đề đấy bao giờ. Ví dụ như không bao giờ chịu bỏ cuộc. Có cái những ở ngoài kia các bạn đi làm công ăn lương hoặc là đi làm nông, không bao giờ bỏ cuộc, nghĩa là gặp những đất khó cũng phải cào đi, hoặc là nắng quá vẫn phải làm xong mới về, đó là không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng mà ở trong này là này này, mà sai trend hoặc là sai xu hướng là vẫn gồng là chết nha. Cái trong này không có chuyện không bao giờ bỏ cuộc ở đây nha, sai là cắt. Trong này nó phải có một cái giống như một cái máy tính, các bạn hãy lập trình bản thân như một máy tính nha. Ở đây là y chang cái kịch bản có sẵn y chang, còn nếu không các bạn sẽ bị dính tâm lý cá nhân, vì mình sẽ phân tích các bạn nghe ở trong livestream, nghe trong các bài học về phân tích hay là trong cơ bản nó chỉ rồi. Các bạn cứ tưởng tượng rằng là cái do cái kỹ thuật này hay là do may rủi của bạn nó chiếm tỷ lệ cao, thật ra không phải. 75% cái quyết định của bạn ấy gần như đều do cảm xúc của cá nhân các bạn dẫn tới quyết định, chứ không phải là do lý trí. Anh em đều nghĩ là lúc mà giao lệnh là do lý trí, không phải đâu, do cảm xúc. Cho nên chúng ta phải xích cảm xúc các bạn, hãy tưởng tượng như con cảm xúc của bạn là giống như con chó hay là con khỉ vậy. Nếu bạn tăng động thì nói con khỉ nó sẽ nhảy từ cây này sang cây khác, thì các bạn phải xích nó lại nha. Còn con chó thì các bạn phải giữ nó lại, nếu không nó sẽ nhảy tùm lum mà chạy ra bờ rào này ngoài kia thì mấy thằng exeter nó bắt mất. Hãy tưởng tượng mình, bản thân mình, chúng ta hay cái cảm xúc chúng ta nó giống như vậy, phải xích nó lại, phải giam giữ nó lại, phải điều khiển nó thật tốt, hiểu nào? Chứ không có cái kiểu kỷ luật đấy, kỷ luật đã chỉ hết rồi nha. Vào lệnh thì có sub lot đây, một đồng ông này, em không hề cài sub lot đấy, có phải là không kỷ luật đâu. Tiếp theo này, em lời thì không chốt nên dần tới lỗ,
lời không chốt dẫn đến lỗ là gì? Không phải lời không chốt dẫn đến lỗ mà là do thời điểm lên đỉnh cao đấy mà các bạn không follow nến, không biết lực nến hết, nên các bạn tiếp tục gồng và tham lam nên dẫn tới nó tụt trở lại. Sau đấy gì ạ? Đến cái đoạn stop loss rồi các bạn cũng cancel luôn. Vì sao? Hồi nãy mới lời 50% không chốt, bây giờ chẳng lẽ lại cắt stop loss. Đúng không? Do tâm lý này này, sai. Yeah. Lời không chốt bây giờ stop loss vẫn là stop loss thôi. Thì không không có chuyện, không có chuyện như kiểu là giống như kiểu là có bao giờ các bạn đi chơi bạn gái, hôm nay bạn gái cho nắm tay với hôn thì không làm, thì cuối cùng ngày mai nó đi yêu thằng khác, là một năm sau yêu thằng khác, là bây giờ quay lại em ơi ngày xưa em cho anh ngủ với em, ôm hôn em, bây giờ hôm nay ngày hôm đấy anh bận, bây giờ năm một năm nay bây giờ anh mới quay lại em cho anh được không, tắt cái vào mỏ chứ có hiểu vấn đề không, nó không bao giờ có kiểu ăn lại đâu. Lúc mà nó lên lại rồi mày chốt nó đi, bây giờ xuống thì nó đã khác đi rồi, nó đã trở thành một cái trend mới rồi, nó đã trở thành một cái lệnh khác rồi, nó giống như y chang cái M5 này mình vừa nói là yeah. Hồi nãy không không chốt lời đây thì bây giờ xuống đây nó phải dính stop loss rồi chứ, theo đúng nguyên tắc là dính stop loss rồi, thì bây giờ xanh lại này, xanh biết xanh lại, nhưng mà nhìn đứng như này vì anh thì nói thế chứ nếu như lệnh này mà em hồi nãy không chốt thì bây giờ vẫn lại vẫn dương mà anh. Đó là hên thôi, như chứ các bạn phá kỷ luật thì nó không khác gì cái việc là các bạn đi đi không kỷ luật, này giống như việc chúng ta là làm tiền nhé, có ngày chết à. Không không chút lời trời chú đất diệt. Mình vẫn hay nhắc anh em một câu nói ở trong future mình nói nha, số tiền mà bạn kiếm được á là nhờ vào sự chờ đợi. Ý của sự chờ đợi đấy là gì? Là giống như con sói hay là con báo mình nói là đứng ngồi rình á, ngồi kiên nhẫn chờ đợi, chứ không phải là số lệnh các bạn vào. Một số bạn ấy, ngày nào muốn vào lệnh, em lúc nào muốn vào lệnh, tư tưởng của em là mở chặt lên là vào lệnh. Không có lệnh nào nữa em mong máy, em khó chịu, em ngứa ngáy các kiểu không? Đó là con nghiện, đó là con nghiện nha. Đừng như thế, ngày xưa mình bị như thế rồi, mình đi tài khoản nhiều lắm rồi nha, không nên như thế, hiểu không? Kỷ luật thì mới ăn, không kỷ luật thì chết nha. Còn câu chuyện là không chốt lời, chốt lời không bao giờ sai ấy, thì cũng nhiều khi không hẳn đâu. Một số cái trend đẹp quá đây này, vào đây nha, bạn vào đây bạn chốt mẹ ở đây, nó lên cây này cay lắm luôn, thề cay lắm. Nên các bạn phải follow cả nền lớn nữa nha, follow cả nền lớn, vì các bạn đã xem M5 tới đây chốt bố rồi. Nhưng thật ra các bạn sẽ nhìn thấy được cái lực, cái này quá đẹp luôn này. Nó lên can lên thẳng đột này, bây giờ nó xuống từ mua ở đây mà lên tới đây mà các bạn chốt mất tiêu ở đây thì nó lại vô lý đó. Đấy, thẳng đột đây các bạn. Này nhìn này. Thấy không? Vào đây rồi mà lên đây mà chốt cây này thì vô lý quá hả? Thằng đuột thế này, cái cách trục giữa thằng đuột nó có đi ngang đâu. Này, như vì sao hồi nãy cái cây này mình lại sợ đây này, vì này nó đang ngang ngang, nó đâu có thẳng. Cái trục giữa nó đang ngang ngang, nó đâu có thẳng đâu. Còn thấy không? Đây là thằng đuột đây, đây ngang ngang này. Để trong khi kim M30 với H1 nó lại sideway. Này, cái lệnh này chấp nhận là không ăn. Nha. Nếu anh em mà vào tiếp này hồi nãy đuổi những cái lệnh này thì bây giờ là ngon này. Nhưng mà chắc chắn là nếu là mình thì mình không ăn vào cái lệnh này rồi. Mình chỉ ăn được cái lệnh về đây rồi, đây thôi. Bây giờ lên đến đây là nghỉ này, không ăn, chấp nhận nhé, phải chấp nhận chứ không phải lúc nào lệnh nào cũng ăn trọn đâu, không có đâu, không có đâu, quên đi, không phải mâm nào dọn nào cũng đớp được miếng đâu, không có đâu bạn ạ. Hãy tưởng tượng là mình là con gà đi mổ thóc của cái tụi làm sàn làm giá, mình đi lấy tiền của người ta thì mình phải chạy lẹ. Nhớ câu chuyện nha, thợ săn là chỉ bắt được những cái con mà tham ăn và ăn cuối cùng thôi, chứ làm gì bắt được mấy con mổ được khoảng 5-7 hạt thóc chạy như mình. Tuổi gì, hiểu không ạ? Đúng kỷ luật còn lâu mới ăn được. Mình nói thật là anh em mà đánh đúng kỷ luật là riêng xà nào không ăn được các bạn đâu, không bao giờ ăn được. Đánh theo kiểu của mình chỉ có lời thôi, nên các bạn lên sàn em mới cứ bao thoải mái theo đúng mình nói nha. Đấy, cứ bao theo đúng mình chỉ đấy, cứ lên là khung lớn à, lên khung lớn đây, bây giờ bắt đầu trend nó đang nè, cái nó đang lên đóng nến lên này, nó đang này, bây giờ cân nhắc long này, không đẹp, không long, không đẹp, không long, không vào nha. Bây giờ vào ở đây thì có khả năng là chốt tới tận đây này, nhưng mà hơi gớm. Mình đợi hẳn cái 4 này nằm hẳn thế này đi, như vậy đóng hẳn cái nến đi, chờ chắc là khoảng tầm 1-2 sáng vào cây này đẹp hơn. Mình nhìn cái nến này khả năng là chỉ test tới đây này 37 tụt xuống, sáng mai này 37 này tụt xuống thôi, chứ hẳn lên ngay đâu nha, cây này nha, chắc khoảng tầm bắt đầu trưa ngày mai, chiều ngày mai mới biết lên thẳng luôn, đây lên 40 hay không. Nhưng nhìn cái màu này thì chưa vào được nha,
Ok chưa? Dùng kích tôi nha. Thoải mái nha. Anh em đánh tâm lý thoải mái. Chứ bây giờ mình nói anh em nhé. Bây giờ anh em có 10.000 đô mà vào đây đánh 10.000 luôn với một cái anh em mà nó đánh 8.000 ở ngoài exchange. Exchange có thể nó mua ở đây này. Exchange ngày hôm qua là bid 30 đây có thể mua luôn. Nhưng mà future là không dám mua. Nếu như là exchange 10.000 hay là 15.000 mình có thể mình hôm qua mình giải mua 3233 được. Mình mua được vì sao? Vì mình nhìn đấy nào. Mình nhìn đấy là đẹp chưa? Đẹp quá đẹp luôn, thì đang ở trên tăng này mua ngay ở dương một đây và xem ở cái dự đoán cá nhân của mình nhìn nó lên được thì đánh ý chuyên là thoải mái, không lo cháy gì cả, các bạn hiểu mình không? Chỉ cần giá dưới này 32 31 thì là múc mẹ luôn, không phải lằng nhằng chưa. Nhưng mà để future nha, future là đòn bẩy mà nên phải tính toán. Future mà đi đánh mà cái kiểu là lưng chà lưng chừng này này 32 31 này múc, nói bạn nó đặt cây xuống 30 thì chỉ cháy mẹ đi thôi, đúng không ạ? Nên là không bao giờ được chơi cái kiểu là future, là đánh future là giống như là kiểu mình nói nha, đi đám cưới mặc quần áo khác mà ở nhà mặc quần áo khác nha, support khác. Bây giờ hai thằng nha, hai thằng giống nhau, thằng là 10.000 đô đánh vào future, một thằng là support đánh 8.000 support và 2.000 là future. Các bạn thấy đi, rồi cái thằng 2.000 chơi nếu là nó thắng nhiều hơn á, nó thắng nhiều hơn, nhưng mà xem vì tổng nó một tháng thì thằng support á, nhớ này, nó tăng đều lên á, cái 8.000 này có lời 30%, hiểu không? 30% của mình có khi nó kiếm được 3.000 nha. Và thằng bên kia là đánh có khi là nó ăn được 5.000 đầu tiên trong vòng 3 ngày, đầu tiên ăn 5.000 rồi, nhưng mà mấy ngày cuối cùng là đi, không kỷ luật là đi, đi hết tầm một tài khoản rồi, hiểu không? Bao nhiêu anh em ở đây toàn bị cái này, bao nhiêu anh em ở đây đa phần hay bị cái này nè, hay bị cái kiểu mình nói là kiểu tùy hứng ấy, kiểu là thích chơi chơi rồi là đưa hết toàn bộ tài sản này em làm hẳn một lệnh giàu luôn. Mấy thằng là bảo 6 5 rưỡi chiều biết biết ai giàu hơn ai, còn em một lệnh là biết liền à. Nhưng mình nói thật, các bạn đừng làm thế, các bạn nào muốn nhanh giàu nhanh thì bạn hãy BO đi 30 giây nhanh, đỡ phải chờ 30 giây thôi. Còn future bạn Odin tâm lý cũng thoải mái, vì nãy mình nói là 75% quyết định của bạn nó là do cái tâm lý cá nhân, cái tâm lý của mình mà nó cứ bộp chộp, tâm lý của mình nó cứ nhảy giống như kiểu đang phi ngựa này thì bây giờ vào làm sao mà ok được. Vào nha, mình nói các bạn vào đây mà 500 đô hay 200 đô nha, ui mất thì mất 100 đô, cứ lắm mất củ bạc xem như là đen, được không? Tâm lý thôi, thoải mái 10.000 nha, từ đây xuống đây nó âm khoảng 2% 3% thôi, 3% nhân 7 13 đến 10%, 30% của 10.000 mất 3.000, ui chắc chết, hiểu không ạ? Nhưng một thằng 100.000 nó khác, 100.000 nó đánh 80.000 ở ngoài kia này, còn 10.000 hay 5.000 trong này đánh khác. Nên là vốn các bạn nó khác nhau, phần chia khác nhau nha. Nên là mình thường là âm 2-3.000 hoặc thu 2-3.000 là chuyện bình thường. Nhưng mà tính tiền Việt to phết đó bạn ạ. Mình nói với các bạn, mỗi lần âm của mình to phết đấy. Mỗi lần âm nha, nó âm mà nó âm khoảng tầm 10-15% nha. Nó âm khoảng 1.500, 2.000, 3.000. Ui, mỗi lần mà âm như thế mà nếu như các bạn sẽ bị đau lòng là mình chảy quen này, mình thua quen này. Cái loại đấy mình chấp nhận được. Nên là tâm thì bình thường chả vấn đề gì, âm 3-4.000. Có bao giờ các bạn nào âm 3-4.000 các bạn vẫn bình thường không? 5.000 bình thường không? Mình có thời điểm mình âm 15.000 mình vẫn gồng được, không vấn đề gì cả vì mình đánh to, mình bỏ 3-40.000 mình đánh future cơ mà đấy, sau nó xanh lại cái thằng ăn, hiểu hiểu không ạ? Cho nên là tùy vào cái số tiền các bạn đã đánh ở đấy, x support lớn bao nhiêu thì ở trong cái margin các bạn gồng được lớn bao nhiêu, hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu nhá, tùy vốn từng nhà nha, không phải cái kiểu là nhà mình nghèo như mình chơi liều nên mình giàu này, các không có đâu, không có đâu, không có đâu nha, không có chuyện đấy đâu. Bạn nào mà nhà được vốn được khoảng 5.000 mà nạp vào trong này hết 5.000 chơi toàn sớm thôi các bạn, toàn sớm 5.000 là vào đây chỉ chơi 1.000 thôi, còn 500 đô thôi ngoài support á. Để support vì sao? Bên ngoài tiền càng nhiều thì bên trong này tâm lý càng mạnh mẽ, trái tim đập càng khỏe, thấy không? Còn ở bên trong future mà để tiền càng nhiều mà support không có đồng nào á thì mình nói luôn các bạn luôn, các bạn đang đưa bản thân mình vào cái trụy tim sớm, thấy không? Không trụy tim thì cũng hiểu, kiểu một là bị trí, hai là táo bón thôi, đó chết to sớm thôi, không không đi được đâu. Vì sao? Vì tâm lý làm gì có vững. Rồi bao nhiêu mình nói, bây giờ chúng ta sẽ quay lại một chút xíu về cái tâm lý cá nhân để phân tích cho các bạn thấy cái tâm lý cá nhân nó quan trọng như nào nhá. Mình sẽ ví von một chút xíu thôi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển hài hước, chúng ta không nói chuyện về vấn đề về chạt nến nữa. Bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện này, bao nhiêu số anh em ở đây đều là nam này, bao nhiêu anh em nam bậc một, bạn nào nữ bấm phím 2 xem tỷ lệ nam nữ nào để kể câu chuyện cho nó phù hợp nè.
Làm nhiều phết đấy. Con 1,5 13 là gì? Ông đùa à? 1,5 là 13 là gì? Ôi gây lọ về đi à? Ok, rồi các bạn nghe câu chuyện này. Cái hồi mà các bạn lên đều lớn rồi, chắc chắn là không có bạn nào đang cái tình trạng là không có người yêu, với lại chưa bao giờ yêu ai đúng không? Chắc là phải yêu ai đấy một lần rồi. Các bạn nam cho mình hỏi nha. Bình thường có phải là mấy cái bạn nữ mà mình không yêu ấy, mình tán chơi chơi toàn đổ không? Mà cái bạn mà mình thích thích, mình thật sự yêu họ ấy, tự nhiên mình ở trước mặt họ mình như một kẻ ngốc, mình như một thằng ngu. Các bạn có bao giờ bị thế không? Bạn nam chắc ok này. Có đúng không? Có bạn nam là thật sự yêu nhá, chứ cái loại bad boy về cái loại mà chưa bao giờ yêu ai, bị ích kỷ chưa yêu ai bao giờ thì không nói, vì mình đang mô tả phân tích cái cảm xúc cá nhân để cho bạn thấy là cái sự ngu dốt khi cảm xúc tăng. Rồi các bạn nữ có đồng ý là với những cái thằng mà nó khi mà nó yêu bạn thật lòng, nó điên cuồng ấy, nó hay bảo là em có yêu ai thì anh sẽ chờ, rồi là em làm gì đấy, hoặc là nhắn tin em làm gì đấy, hoặc em đang làm gì đó, em ăn cơm, em ăn rau dền chưa ấy, mấy thằng đấy đó, đang bị dính bồ yêu đây các bạn. Thông cảm cho nó vì nó yêu, nó giống như kiểu một thằng đang bê đồ mà thằng không bê đồ á, hai lệch tần số nó không hiểu gì cả. Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy câu chuyện này, cái người yêu thật lòng với cái thằng đang thích một ai đấy thật lòng ấy thì nó bị ngu, mình ngu này nhé, là do này, do cảm xúc tăng, trí tuệ giảm, khi đó nó không được hành xử theo một cái lý trí nữa rồi, nó không phải là một con tàu được lý trí dẫn dắt đi nữa, mà nó giống như kiểu mà một cái thằng bê đồ ấy không, nó cứ kiểu như thằng thay thuốc lá, thay thuốc lào ấy, nó giống như kiểu một thằng mà ai lừa cho đớp phải phải ke phải kẹo ấy, chả biết cái gì nữa. Không, là bắt đầu là nó nói tào lao, xong đấy cứ ngại ngại, rồi là cứ kiểu tóm lại là rất là ngu, rất là ngu. Ngày xưa mình yêu mình ngu chết mẹ, anh em thấy mình hoạt ngôn không, anh em thấy mình nói chuyện hay không, anh em thấy mình nói chuyện hay không ạ? Mà các bạn biết mình gặp cái đứa mình thích, các bạn biết mình như nào không? Mình không nói được câu gì luôn, mình chỉ im lặng thôi, mình chỉ im lặng thôi, mình chỉ chăm họ thôi, mình chỉ cứ kiểu ngu ngơ ấy, mình cứ kiểu không biết nói gì ấy, và đó đang là mình thằng hoạt ngôn, đó đang là mình nói chuyện với các bạn thấy không, mình nói chuyện rất là hút, mà mình ở trước mặt nó mình như một thằng tàng hình, nhưng mình không nói được cái gì cả, mình không biết nói từ đâu, mình chỉ nhìn thấy, ôi đang tính nói thì thấy nó nhìn nó cười một cái lại tự nhiên sập nguồn, hồi nãy tính nói gì nhỉ, hồi tính nói gì nhỉ, nó kiểu như vậy, nó cứ kiểu bị điên đấy. Hiểu hiểu các bạn hiểu không? Rồi một số thằng tăng động là sao đấy, đúng như bạn này nói này, gặp cái người mình thích rõ ràng là người ta không thích bị chọc, thì khen họ là vui đúng không, hoặc là chăm họ thì thích hơn đúng không, đằng này quay qua cứ chọc thì giật tóc thì kéo quần các kiểu, như y chang như hồi hồi học sinh cấp 2 ấy. Đúng thế, kiểu đàn ông luôn, không biết cái gì cả, ôi cả yêu vào là tắt điện ngay, không biết cái gì cả. Ồ, còn mấy thằng nha, mấy thằng sở khanh nha, mấy thằng mà vào tán chơi chơi nha, lại ui nhẹ như kiểu mà thánh nhập ấy, nó giống như kiểu mà ai đã nhập về mình ấy, nói chuyện mà cảm thấy mình còn muốn nuốt lưới mình luôn, nó hay vãi cả đái luôn. Các bạn hiểu cái này không ạ? Đúng không? Cũng thánh nhập luôn, ui nói chuyện mà như kiểu mà nói chuyện mà giống như kiểu con như người ta bảo ui người đàn ông của đời mình đây rồi ấy. Nói chuyện hút, nó rất là hút luôn, nhưng mà gặp cái người mình thích thì thôi chả biết nói gì đấy. Thế là mấy bạn nữ ở đây, nếu mà ngày xưa mà chồng các bạn mà tán các bạn ấy mà theo kiểu biến hóa nhập thần ấy, thì chúc mừng các bạn, thật ra hồi đấy nó đã thích bạn đâu, nó chỉ tán chơi chơi thôi, nhưng chẳng qua lúc bạn đổ cuối cùng nó thấy là bạn hợp lý, đã yêu bạn, cưới bạn đấy. Còn mấy ông mà gặp bạn mà kiểu cứ bối rối với lại ngờ ngờ ngốc ngốc ấy, chung của bạn ấy là mới là người gặp bạn thích phải, gặp là thích luôn rồi, không phải lằng nhằng đâu đấy. Còn mấy cái ông mà trải đời rất là nhiều rồi sau đấy họ điều chỉnh cảm xúc tốt ấy, thì thật ra gặp cô nào đó nói chuyện hay hết, nhưng mà trường hợp thứ ba đấy nó là hơi ít đó. Nếu bồ của bạn là chồng của bạn mà thuộc cái nhóm thứ ba thì ok, là những người đấy là phải những người kỳ cựu rồi. Còn những anh em mới lớn mà đang nằm thì đề hồi 1 năm 2 hết à nha. Đấy không phải vấn đề tư tình cảm đó, để mình tư vấn từ cái chỗ này này để cho các bạn nhìn thấy là vì sao mà đàn ông lại thời điểm đấy nó lại ngu xuẩn như vậy, là vì khi đấy người ta bị cảm xúc chi phối. Thế là khi cảm xúc chi phối nó giống y chang như mình này, mình ví dụ nha, cảm xúc là một con tinh tinh hay là một con khỉ, thì thời điểm đấy các bạn thấy không, y chang như một con tinh tinh một con khỉ, nó không hề giống con người luôn, nó điên mà nó rất là dở hơi và cám lợi đấy. Còn các bạn nữ thì sao, các bạn nữ khi yêu thì sao, thích chết cụ luôn nhưng mà giả vờ không, giả vờ em đâu có đâu. Một số cô ấy còn cứ hay nhìn lén cơ,
một số cô thì còn thích không dám nói cơ, hoặc là người ta tặng những món quà đêm ngồi cười cả đêm như con dở hơi ấy. Đúng các bạn, mấy bạn nữ đúng không? Đấy, cho nên là rất là nhiều kiểu, chẳng qua là con gái nó không dám thể hiện, con đàn ông thích thể hiện thôi. Nhưng mà cái câu chuyện đây mình để mô tả cho các bạn thấy rằng là lý do vì sao mà trong cái thời điểm đấy chúng ta lại không thể trùng trí tuệ được. Các bạn vì sao, các bạn tưởng tượng lý do vì sao mà chúng ta không dùng trí tuệ ở thời điểm này được, không thể dùng trí tuệ được, chúng ta gần như bị một ngớ ngẩn này. Ý cái gì ạ? Là thật ra là do này là cảm xúc của bạn bị tăng lên. Nhớ là khi bạn thích ai đấy, hoặc là bạn bị tăng động, hoặc là bị cảm xúc vui vẻ, thì ở trong não bạn tiết ra một cái chất mà nó làm kích thích các bạn, mà nó làm dẫn tới nó bị bê phê lòi ra, thì dẫn tới gì, dẫn tới là quyết định sai lầm, mà không không được chuẩn xác. Cho nên là một người đánh trader giỏi và pro nó gần như một kẻ vô cảm, giống như một kẻ vô cảm luôn. Nên là cái thời điểm mà các bạn có tin không, cái thời điểm mình mới tham gia trader được khoảng tầm 1 năm 2 năm, và bạn gái mình mà nói cái gì đấy là mình có thể phân tích được cái bạn ấy đang nói thật nói dối, mà mình có thể dự đoán được cái bạn của mình đang làm cái gì và đang có mục đích gì luôn. Hồi đấy mình ui, mình bảo các bạn nói tập trung đến mức độ mà phân tích tư duy đến kinh độ kinh khủng như vậy, từ thói quen bây giờ trở thành một cái thói quen, là khi mà ai đó nói một cái gì đấy bắt đầu chúng ta sẽ suy logic ra rất là nhiều thứ đấy, là do cái nhìn chạt nhìn đến logic quen, là cảm xúc vui vừa. Các bạn có tin là khi mà mình có ai mà đi 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 biết biết tin bạn bạn gái cắm sừng mà tỉnh bơ như mình tỉnh bơ nên mình xử lý giống như kiểu mà mình không bị gì hết, sau đấy ui, sau đấy về nhà đắp chăn khóc tu tu nó giống như cái kiểu là các bạn cái kiểm soát rất là tốt đấy. Nên các bạn mình đang mô tả cái này để cho các bạn hiểu được cái bản chất của câu chuyện thôi, một câu chuyện vui thôi nha, này để câu chuyện vui thôi, để các bạn nhìn thấy được là ở trong cái lĩnh vực trader này em, nghe thì là phân tích kỹ thuật, nghe là con số, nhưng thật ra nó là cái thứ khó nhất, nó là kiểm soát cái tâm lý cá nhân của các bạn, nó khó hơn nhiều. Vì các bạn đã vào lệnh đúng rồi, nhưng mà tâm lý của bạn bồn chồn, lo lắng và là không vui vẻ, thì dẫn tới các bạn thấy quyết định sai lầm. Ví dụ nha, vừa vào lệnh thắng đúng không? Vừa vào lệnh thắng này, các bạn lại không cài stop thì thôi, stop làm gì, lệnh cách ăn rồi, là cài làm gì, thì thấy nó ghê ghê, tôi cắt lỗ rồi. Vừa vào phát thấy ui, tôi chưa chỉ vào đã lỗ rồi, sợ quá cắt luôn, hiểu không ạ? Hay là mình vừa vào lệnh phát thì tình nhân chát chát với ông rồi đấy, bảo ui em ơi nó sắp tụt đấy em ơi, sao em mày lóng anh chọt đây này, đó, cắt luôn, hiểu không ạ? Đó là do bạn không rõ ràng, không 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 slot, không profit. Nên một số bạn lại bảo là em ơi em gồng đi, con lệnh này nó lên lắm, thằng Thiện nó bảo lên 40 trên 40 cơ mà em mới vào có xíu mà cắt luôn mấy cái 34 mày cắt mẹ rồi. Đấy, có nghĩa là không phải nghe người ta nói là được, mà mình phải nhìn lại cái lệnh của mình là đang ở cái đánh 15 hay 15 hay 20 hay 30. Hiểu hiểu ý mình không? Mình kể câu chuyện vui hồi nãy, các bạn tập trung câu chuyện vui hay tập trung câu chuyện để mình đang mục đích của bạn, thì sẽ thấy là cái quyết định của bạn ấy là gần như là 75% nó là nằm như đều là do tâm lý cá nhân hết. Hãy quản lý tốt đó, tập tập luyện cho nó trở thành một cái người mà bản lĩnh để quản lý được cảm xúc cá nhân tốt, thì khi đấy các bạn mới vào lệnh mà ra lệnh ở trong cái này nó chuẩn xác được. Còn ngày nào các bạn đánh theo cái hướng mình chỉ, đánh theo 4 skill mình chỉ mà vẫn thua á, mà vẫn bị dính dính cháy tài khoản này, dính stop loss linh tinh này, hoặc là vào lệnh linh chừng này, hoặc là không biết chốt lời này, thì các bạn phải xem lại cái cảm xúc cá nhân của bạn chứ, đừng có chửi thầy, đừng có chửi thị trường, mà hãy chửi bản thân của bạn này, không quản lý tốt cảm xúc cá nhân của bạn. Vì cái điểm ngon này chốt thì không chốt đi, xuống thì tụt thì quay lại chửi thị trường đúng không? Thì bảo stop đi, thầy dạy bao nhiêu lần rồi đấy, cùng vào quên mẹ luôn, em mới vào phát thì vợ em nó kêu đan cơ, đừng có lý do hiểu không, đừng có lý do đi chấu, đừng có lý do nha. Hiểu ý mình cái này em nói nha, rất là cái quan trọng luôn, kể có chuyện vui cho anh em giải trí thôi, nhưng mà anh em đoàn kết cái này thôi, cảm xúc cá nhân nhé, nhớ cảm xúc cá nhân. Ngày mai thì mình sẽ dạy về cái tâm lý thị trường, và chúng ta sẽ dùng phân tích thông tin thị trường và sử dụng cái phân tích thông tin đấy để dự đoán được dài hạn. Lý do vì sao mình có thể dự đoán được xu hướng của Bitcoin thường giảm và điều chỉnh nhanh là do nến và do cái phân tích thị trường của mình, nó sẽ có kinh nghiệm ấy, do đọc nhiều thông tin và cái quan sát được tâm lý đám đông. Ngày mai mình sẽ chỉ vấn đề này nhé, ngày mai không chỉ về nến với kỹ thuật nữa đâu, kỹ thuật thì chỉ dành cái này thôi nhá. Thầy không xem cột vôn à? Không, khỏi xem. Vôn thì xem ngay trên cái này nó nhanh, làm gì để lằng nhằng đây. Thật ra mấy cái vôn này thì nó cũng marketing cơ làm thôi, xem thì vôn này đa phần xem cũng lớn nên sẽ chuẩn hơn.
chứ mấy khung M5 này xem chả hiểu, chả hiểu được mấy, đúng không ạ? Thường đi sau đến mất rồi, không có gì xem cả. Hiểu ý mình không ạ? Nhớ nha, câu chuyện cười hồi nãy là chẳng qua để cho các bạn suy luận, để các bạn nhìn thấy được cái yếu điểm của tất cả con người chúng ta là do tâm lý cá nhân nhé. Và người ta thành hay bại là do tâm lý cá nhân của ai vướng hơn ai thôi, chứ không phải là do các bạn may mắn hay là do các bạn này kia đâu. May mắn là một phần khá là lớn, nhưng mà ở trong cái câu chuyện về trade future và margin đó, là kỷ luật và quản lý tâm lý cá nhân đó, nó là hai thứ tiên quyết. Nhớ này, một cái thằng mà đánh đánh sọt ở trong tiền tăng mà đánh kỷ luật đó, nó vẫn ăn, hiểu không? Nó vẫn ăn nhé. Một cái thằng đánh long ở trên trên sọt đó, nó vẫn ăn được. Một thằng đánh tào lao đó, mà kỷ luật nó vẫn ăn được. Như là nếu mà chơi cờ bạc mà có đầu tư kiến thức đó, thì nó trở thành một cái đầu tư thành thông minh và thành công. Nhưng mà nếu như mà đầu tư mà không có kỷ luật mà chơi theo kiểu bạt mạng, chơi theo linh tinh cảm xúc thì nó đánh bạc, hiểu không? Cho nên chúng ta phải phải làm cái gì thì chúng ta phải đưa vào cái kỷ luật trước. Nếu các bạn chưa có một cái hành lang cho bạn là tới đây phải làm cái gì và làm cái gì ở trong đầu bạn xuất hiện sẵn rồi. Giống như mình nhá, mình đã chỉ các bạn này, mình rất là chỉ các bạn một tip nha. Tới đây thì vào lệnh này, stop loss dưới chân và profit tiếp theo là lực nến. Thì cách của mình nó là như vậy rồi. Đây là mình mô tả cách của mình, còn cách của bạn là tự tự thiết lập. Sau một thời gian chơi khoảng tầm 1 năm đến là nửa năm hoặc là 2 năm thì các bạn sẽ có một cái cách chơi riêng phù hợp với các bạn. Ví dụ như cách chơi của mình là mình sẽ đánh lớn, mình sẽ đánh khung lớn thôi, khung nhỏ mình ít chơi. Khung lớn là khung nhỏ là khi nào mình ngửa tay mình mới làm tí cho vui thôi, chứ chả giờ đánh khung nhỏ cả. Đấy, đó là cách chơi của mình. Còn một số bạn mà chơi chưa chơi khung khung nhỏ quen rồi, bây giờ bảo khung lớn không quen thì là tùy vào tính cách của các bạn, nhưng mình chỉ cho các bạn cái skill mình hay chơi thôi. Và cái skill này các bạn sẽ tự nhìn thấy rằng là mình nói nó hợp lý, đúng không ạ? Có bạn nào thấy mình dạy không hợp lý không? Hay là chém gió vớ vẩn không? Mình dạy rất là hợp lý ở trên cảm xúc và hợp lý ở trên cái tư duy logic luôn, đúng không ạ? Các bạn xem các bạn hiểu từ đầu buổi, các bạn đã hiểu mà. Mình dạy nó hợp lý cả trên con số luôn, hợp lý trên logic và hợp lý trên tâm lý luôn, chứ không phải dạy kiểu cái nến này em cứ phải vào ở cái đuôi râu nến này rồi là râu nến kia, ở mô hình này thì em nên để vào mô hình kia, vào ui học cái đấy có mà thánh mà học được. Chơi như thế cũng như là mò ấy, kiểu gặp cái biến số ít này thì nó sẽ ra cái này, hoặc là nếu cái này thì xuất hiện cái thì này. Ui học cái đấy thì không khác gì đi học cho vui nhá. Đây chuẩn bài này như thế này mới đúng nhá, đúng logic, đúng chuẩn, áp dụng kỷ luật chuẩn. Đánh thế này mà không ăn nữa thì thật sự là thôi các bạn không phù hợp nghề đâu. Các bạn về tiếp tục đi làm công ăn lương đi. Ok chưa? Thống nhất nha. Bạn Mạnh Cường, em có 1.000 đô chia 200 đô future, đánh hết 200 đô và một lệnh luôn hay chia nhiều lệnh? Em chia luôn 2 lệnh, mỗi lệnh 100 cho nó nhanh. Một là ăn, hai thua. Cho nó nhanh nha. Phải lằng nhằng. Anh thường chia 3, anh có 1.000 đô chia mỗi lệnh 300 cho nó nhanh. Không phải đỡ phải lằng nhằng kiểu mỗi lệnh 10%, không cần phải thế đâu. Cứ nạp vào 1.000 đô thì chia mỗi lệnh 100, 200 và cho nó nhanh, không đánh mỗi lệnh 50 đô. Chứ không cần phải cứ chia ra 10% đâu, quản lý mệt nha. Chỉ báo thế này thôi đủ rồi, không cần học nhiều đâu. Các bạn không cần phải học cả cái MA này kia đâu, mình chỉ cần mình nghĩ các bạn áp dụng đúng skill này được rồi. Một skill thôi. Còn nếu rảnh học thêm một số công cụ khác đi, học ví dụ như học Fibo đi, các bạn lên trên mạng xem Fibo đi, bây giờ mình đợi chỉ vào ngày mai rảnh mình chỉ. Tiếp theo là các bạn nên học thêm một số cái như trên live hoặc là học cách xem này trên kia thôi nha. Còn chỉ cần là học cái BB này là các bạn đã đánh rồi, không cần phải nhiều nha. Từng này thôi, cần học nhiều đâu. Học nhiều để làm cái gì? Học nhiều để cuối cùng các bạn có đánh theo mô típ khác không? Nếu xuất hiện sợi MA thì các bạn phải nghĩ ra một phương pháp đánh theo MA mới chuẩn. Đây là mình đang nghĩ theo phương pháp đánh theo BB chuẩn rồi này. Bây giờ các bạn thêm một cái công cụ vào thì các bạn phải kết hợp thêm nữa, nó lằng nhằng nhé. Thôi nhá, tổng kết buổi hôm nay như thế thôi nhé. Chúc em ngủ ngon nhé. Lỡ trong buổi học mà con lớn nói tục hay là cái gì nó không không ok lắm thì các bạn thông cảm nhé. Mình cũng là con người thôi. Ok, chúc các bạn vui vẻ, bản tin. Ok, chúc các bạn vui vẻ, hẹn các bạn vào buổi tối khác, trong buổi giao lưu khác. Chúc anh em ngủ ngon.